Vượt qua những cánh đồng hoa vùng ngoại ô Bogota, nơi cung cấp hoa chủ yếu cho công nghiệp xuất khẩu hoa tươi cắt cành của Colombia, chúng tôi đi về thị trấn Zipaquirá, nơi khai khoáng mỏ muối có quy mô và lớn nhất Nam Mỹ. Nằm cách thủ đô Bogota 50 km về hướng Bắc, những ngọn đồi xung quanh thị trấn này có những mỏ muối với trữ lượng khổng lồ được thổ dân bản địa khai thác từ thời tiền Columbus, tức hơn 500 năm trước. Đến khi chinh phục nơi đây vào đầu thế kỷ 16, người Tây Ban Nha đã đẩy mạnh khai thác và biến vùng đất này thành một thị trấn trù phú với các kiến trúc thuộc địa còn lưu dấu đến tận ngày nay. Bảo tàng với những phù điêu vẫn lưu dấu về một thời kỳ mà ngành khai thác muối nơi đây đóng vai trò đầu tàu kinh tế cho thị trấn Zipaquirá ở vùng Cundinamarca này. Dù đã ngừng khai thác vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng mỏ muối này vẫn thu hút du khách đến đây hàng chục ngàn người mỗi năm. Trong không gian ẩm thấp và đậm đặc mùi đặc trưng, con đường dẫn vào mỏ dù đã hơn 10 năm phục vụ cho du lịch với các quạt thông khí vẫn làm chùng lòng nhiều du khách. Không một công trình kim loại nào có thể tồn tại dài lâu được ở nơi đây dưới sức ăn mòn của muối. Thế nhưng sức cuốn hút của mỏ muối này chính là bản thân nó đã là một nhà thờ Công giáo La Mã do chính bàn tay của những người thợ mỏ vùng Zipaquirá dựng nên trong lòng mỏ muối đã cạn này. Năm 1554, vùng mỏ muối Zipaquirá cũng đã từng có một nhà thờ được dựng trong lòng một mỏ muối cách mỏ hiện tại hơn 500 mét. Đến năm 1992, ngôi nhà thờ muối đó đã bị nước ngầm làm hư hại nặng nề và buộc phải đóng cửa. Song nhu cầu tâm linh của giới thợ mỏ vùng Zipaquirá vẫn khao khát có được một nơi trú ngụ tâm hồn của riêng mình, và họ đã chọn mỏ muối này để tiếp tục xây dựng một ngôi giáo đường khác. 150 thợ mỏ lao động miệt mài trong suốt 4 năm, từ năm 1993 đến năm 1996, ngôi nhà thờ muối Zipaquirá mới hoàn thành như ước nguyện của họ. Suốt dọc hành lang đường mỏ dài gần 200 mét, 14 nhà nguyện nhỏ được chế tác từ những dĩa muối đã được khai thác, tượng trưng cho 14 chặng đường thánh giá của Giê-xu Ki-tô trải qua trong Kinh Thánh. Với cấu trúc hết sức đặc trưng, đơn giản mà không kém phần trang nghiêm. Trong không gian trên dưới 100 mét vuông của mỗi nhà nguyện, từ thánh giá, bệ thờ cho tới những ghế cầu kinh, tất cả đều được tạc từ những tảng muối mỏ còn sót lại. Hay nói một cách đơn giản, tất cả đều là muối. Trong ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn được bố trí có chủ ý, du khách ngỡ ngàng như vừa bắt gặp đâu đây sự thiêng liêng nào đó thoáng qua trong tâm tưởng. Giữa không gian thoảng đầy những thanh âm đồng vọng, chúng tôi chợt nghĩ con người không thể sống thiếu muối, cũng như tâm linh con người không thể không có một chỗ nương tựa tinh thần. Tôn giáo đáp ứng được nhu cầu đó, và đó cũng là một trong những động lực giúp con người có thêm những sáng tạo, làm nên những công trình kiến trúc kỳ dĩ, góp phần tạo nên những diện mạo văn hóa không gì sánh nổi ở đất nước Colombia này. Chúng tôi, những con người đến từ phương Đông, nơi coi trọng văn hóa tâm linh, cũng nghiêng mình thán phục trước sức sáng tạo của những con người Nam Mỹ.
Lần bước qua những ngách hầm ăn thông với nhau giữa những khối nhà nguyện là từng bước chúng tôi hồi hộp chờ đợi sự tái hiện của một không gian hoàn mỹ khác. Và tất cả đã không gây thất vọng. Đặc biệt, bức phù điêu bản sao một phần bích họa Chúa tạo ra Adam của Michelangelo được nhà điêu khắc Carlos Enric Rodriguez thực hiện trên một khối cẩm thạch trong thời gian xây dựng nhà thờ. Nhà nguyện chính của ngôi thánh đường này gồm 3 dĩa muối nằm ở độ sâu nhất của mỏ, tượng trưng cho sự ra đời, sự sống và cái chết. Với các cột muối rộng đến hơn chục người ôm, nâng đỡ vòm nhà thờ cao tới 23 mét. Giữa không gian mát lạnh sâu trong lòng núi hàng trăm mét, nhà thờ Sibakira phô diễn hết nét lôi cuốn thiêng liêng của mình. Ngoài bàn thờ trong cung thánh bằng tảng muối mỏ nặng 18 tấn, thì các bức tượng điêu khắc mang các chủ đề thánh gia, hạ thánh giá cùng các tượng thiên thần trong các gian cầu nguyện đều bằng đá cẩm thạch. Toàn bộ nhà thờ muối Sibakira rộng mênh mông này, theo tính toán, có sức chứa trên dưới 10.000 người. Dường như, trong những lúc tăm tối nhất, con người luôn tìm cho mình một điểm tựa, sức mạnh tinh thần để tìm một lối ra. Trên cung đường đông bắc nối liền thủ đô Bogota của Colombia với khu di tích của hồ Guatavita cùng El Dorado huyền thoại, những dáng dấp của nền văn minh cổ của người Musca hay Chibcha, chủ nhân xưa cũ của vùng đất này bắt đầu xuất hiện. Vùng đất thánh của người Musca này được chính phủ và người dân Colombia trân trọng bảo tồn như những di sản văn hóa tinh thần quốc gia từ nhiều chục năm nay. Những quan niệm về các thần tố, đất, nước, gió, lửa của người Musca xưa liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên với quan niệm tứ đại của nền văn minh Ấn Độ cổ? Theo tài liệu khảo cổ, những người Musca lập nghiệp ở phía bắc đế quốc Inca trên các thung lũng cao hàng ngàn mét so với mực nước biển của Colombia. Họ đã tạo ra một nền văn minh rực rỡ với tín ngưỡng tôn thờ Bachue, Purachoge, đất mẹ, vốn sinh ra từ nước, và Sagamozo, thần mặt trời. Bên khu di tích của hồ Guatavita này, những ngôi nhà được phục dựng của người Musca cho thấy nó vẫn còn ảnh hưởng đến cách xây dựng nhà ở của người dân quanh vùng cho đến tận ngày nay. Như hình tượng cõi nhân sinh này là nơi giao hòa của hai thế giới trời và đất, đối lập nhưng cùng tồn tại song song và tương hỗ với nhau, đã cho thấy tư tưởng hết sức phóng khoáng và khoa học của người Musca sống cách đây gần 10 thế kỷ. Một trong những loài cây đặc trưng của vùng Guatavita này chính là loài cây Alizo. Loài cây này đặc biệt có độ giữ nước cho đất rất cao và được chính phủ cho trồng đại trà nơi đây để bảo vệ môi trường. Trên con đường tìm đến với hồ Guatavita, trung tâm chính của khu di tích, chúng tôi phải vượt qua ngọn núi Pena Blanca, nằm trong khuôn viên rộng 613 hectare của khu bảo tồn di tích văn hóa Musca này. Và đây, mặt gương của hồ Guatavita. Chính từ vòng nước mặt hồ và vòm trời nhìn qua miệng núi Pena Blanca này mà người Musca đã thiết lập nên cấu hình vũ trụ mà họ thể hiện hết sức sinh động qua biểu tượng dưới chân núi. Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ đi xe về hướng bắc thành phố Bogota và hơn 1 giờ leo dốc lên đỉnh núi Pena Blanca, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi được coi là linh thiêng nhất của người da đỏ, là nơi nối liền giữa trời và đất, đó là hồ Guatavita. Enma, một luật sư, người phụ nữ Bogota nồng nhiệt và đáng mến hướng dẫn viên cho đoàn, đã tự hào kể lại cho chúng tôi những kỷ niệm gắn bó trên 30 năm của bà với vùng hồ Guatavita thiêng liêng này.
Thời gian qua đi, nhưng tình yêu của bà đối với nơi này vẫn như những ngày đầu, nơi khởi nguồn của huyền thoại El Dorado bất tử đi cùng năm tháng. Hồ Guanta Vita nằm ở độ cao 3.000m và chính ở đây là nơi xuất phát của huyền thoại El Dorado, tức kho vàng khổng lồ của người da đỏ. Vào ngày 23 tháng Giêng hàng năm, tức là ngày dài nhất trong năm, thì tất cả những người của bộ tộc Mosca tụ tập về đây để hành lễ một nghi thức tế lễ. Trước khi mặt trời mọc, người tù trưởng Mosca phải tự mình thoa lên bột vàng lên khắp trên mình bằng một thứ keo thực vật. Và sau đó ông ta chèo thuyền ra giữa hồ. Rồi đến khi mặt trời, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào người ông ta, thì ông ta sẽ gieo mình xuống hồ này để tắm mình trong dòng nước, gột rửa tất cả bụi vàng. Nghi thức này mang ý nghĩa là nối liền giữa trời và đất. Tới gần 500 năm trước, tức năm 1538, khi người Tây Ban Nha phát hiện ra vùng đất này, họ đã đuổi người Mosca đi để hòng chiếm lấy kho báu mà họ cho là El Dorado, kho vàng vĩ đại của người da đỏ. Cho đến đầu thế kỷ 20, nơi đây vẫn là nơi thu hút rất nhiều du khách bởi tính chất linh thiêng của nó và cũng thu hút rất nhiều tay săn vàng hòng tìm kiếm cho được kho vàng El Dorado. Đến năm 1975 thì chính phủ Colombia buộc phải đóng cửa khu vực này do thiếu nhân lực bảo vệ và do môi trường bị phá hủy nặng nề, và chỉ mới cho mở cửa du khách tham quan lại cách đây 3 năm. Museo del Oro, bảo tàng vàng tiêu biểu cho vùng Nam Mỹ, nằm ngay giữa thủ đô Bogota, Colombia, là một chứng tích rõ ràng nhất cho huyền thoại El Dorado, kho báu của người Mosca, một trong 8 bộ lạc India bản xứ cư ngụ tại vùng đất này trước khi Alfonso de Ojeda, người Tây Ban Nha đầu tiên đặt chân đến đây vào năm 1500. Qua những cuộc tấn công của các hạm đội Tây Ban Nha suốt các thập niên đầu thế kỷ 16, nền văn hóa của các bộ lạc Tarona, Genu, Kimbaya, Uraba Ichoco, Tolima, Tierra Dentro, v.v. chủ yếu nằm trên ba dòng cung phía bắc dãy Andes và dọc sông Rio Magdalena chỉ còn là những cái tên của thời quá giảng. Suốt mấy trăm năm bị tàn phá và cướp bóc, may thay, những hiện vật còn sót lại của các nền văn hóa thổ dân Indian ở đất nước Colombia hiện được sưu tập và trưng bày tại bảo tàng Del Oro. Lên dự án và xây dựng từ 65 năm trước, năm 2004, bảo tàng Del Oro được xây mới lại với quy mô hiện đại như ngày nay. Từ các hiện vật khai quật được trưng bày, các nhà nghiên cứu cho biết, 20.000 năm trước, những thổ dân da đỏ đã định cư tại các vùng đất này sinh sống bằng săn bắn, hái lượm và canh tác nông nghiệp. Cuộc sống no đủ do nguồn lương thực dồi dào, các thổ dân da đỏ đã sớm biết khai thác mỏ và chế tác vàng. Đến 3.500 năm trước, thuật luyện kim đã phát triển tại Peru và lan sang miền Nam Colombia. Những hiện vật mang nhiều sắc thái thần bí này dường như mang một ý nghĩa nào đó về quan niệm của con người lúc bấy giờ đối với vũ trụ cùng niềm tin tín ngưỡng của họ. Vàng, thời tiền Columbus chỉ được dành cho các bậc đứng đầu bộ tộc và các đấng lãnh đạo tinh thần. Nó mang ý nghĩa về quyền lực tối cao. Từ 500 năm trước công nguyên cho đến khi người Tây Ban Nha bắt đầu đánh chiếm vùng đất này, ngành chế tác kim loại ở đây đã đạt đến sự hoàn thiện với đủ loại kiểu dáng cũng như chất liệu hết sức đa dạng. Nếu như bạn thán phục trước sự hoàn mỹ của những trang sức này, thì hơn 500 năm trước, người Tây Ban Nha cũng lóa mắt vì nó. Sau nhiều lần bỏ chạy trước sức chống cự của thổ dân bản địa, năm 1536, người Tây Ban Nha mới đánh bại được người Mosca trên vùng đất hiện nay là thủ đô Bogota. Thế nhưng, những của cải chiếm được của người Mosca vẫn chưa làm vừa lòng người Tây Ban Nha. Nghi lễ của những tù trưởng Mosca trên hồ Guatavita, qua lời đồn đại của những kẻ chinh phục trở về với số của cải cướp bóc được, đã làm dấy lên huyền thoại về El Dorado, một kho báu khổng lồ bên kia bờ Đại Tây Dương, hay một thành phố bằng vàng với những kho tàng vô tận ở tân thế giới. Niềm tin đó càng được củng cố hơn khi trước đó 3 năm,
năm 1533, Francisco Pizarro giết chết đại đế Atahualpa, tàn phá đế quốc Inca, đem về Tây Ban Nha số lượng vàng ước tính theo giá trị ngày nay lên tới gần 50 triệu euro. Thế rồi, tất cả đổ xô đi tìm vùng đất El Dorado tưởng tượng ấy. Mà chuyến hành trình đầu tiên do Gonzalo Jimenez de Quesada chỉ huy lên đường với 800 người hừng hực khí thế sau chiến thắng người Musca năm 1536. Và kết quả, chỉ còn 166 người sống sót trở về sau những chuyến khám phá đi vào địa ngục của những đầm lầy và rừng nguyên sinh phía đông nam Colombia. Thế nhưng, điều đó vẫn không ngăn được hàng trăm cuộc kiếm tìm quy mô suốt 500 năm sau đó để chứng minh cho giấc mộng El Dorado. Kể cả việc điên rồ nhất là tắt cạn cả hồ Guantavita, nơi khởi nguồn của huyền thoại, để tìm kho báu. Bảo tàng Del Oro của thủ đô Bogota, Colombia, trong mắt du khách như một giấc mơ hoang đường nhất của con người về một thứ kim loại mà người ta gọi đó là vàng. Từ dã thủ đô Bogota với vùng ngoại vi đầy sắc màu huyền thoại, chúng tôi vượt gần 700 km đường chim bay theo hướng Tây Bắc đến với Santa Marta. Với khí hậu xích đạo, hoa trái của miền đất bờ biển Caribe này mang dấp dáng một vùng quê đâu đó trên đất nước Việt Nam. Những bóng dừa, tàu chuối lay động trong gió như những cánh tay vẫy gọi của quê nhà. Vùng đất Santa Marta này chính là nơi mà người Tây Ban Nha thiết lập vùng định cư đầu tiên ở Colombia vào năm 1525 và là thành phố thứ hai được thiết lập ở Nam Mỹ. Gần 500 năm qua, văn hóa Tây Ban Nha đã bám sâu tại đây và ít nhiều xóa nhòa văn hóa bản địa. Người dân sống dưới chân núi Sierra Nevada de Santa Marta có nguồn gốc bản địa, nhưng như phong cách mang xô của người đàn ông này lại chính là văn hóa có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Khu vườn cây của dân cư nơi đây báo hiệu một diễn tượng tốt lành cho khu vườn quốc gia Tayrona nằm cách trung tâm thành phố Santa Marta 34 km về hướng Bắc. Sinh thái Nam Mỹ không chỉ gói gọn trong vùng Amazonas. Đoàn làm phim ký sự Amazon đã tìm đến vùng rừng nhiệt đới ven biển Caribe này để có một cái nhìn đa diện hơn, đồng thời có một sự so sánh rõ nét với lưu vực Amazon. Người da đỏ gọi đây là quà tặng của Thượng Đế và đặt tên là Socoat theo vị chua đắng của nó. Nhờ Hernando Cortés, châu Âu mới biết đến cây cacao này vào giữa thế kỷ 16. Đường vào cánh rừng nằm bên rìa phía đông công viên quốc gia Tayrona đậm đặc không khí ẩm thấp dù đang vào mùa nắng. Do lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 đến 2.500mm trong một năm, và nơi đây đã mang lại cho chúng tôi một cảm giác quen thuộc qua các chủng loại thực vật đặc trưng của vùng rừng nhiệt đới. Người dân sinh sống trong vùng này đa số đều là người Mestizo, tức người Indian, là da trắng. Họ thuộc đa số 60% dân số Colombia và có mặt trong đủ các tầng lớp xã hội cùng đủ loại nghề nghiệp trên khắp cả nước. Theo dòng chảy của lịch sử, vùng đất này đã thay đổi sắc tộc, màu da của những con người làm chủ nơi đây. Thế nhưng, những chủng loại động thực vật của vùng rừng núi này vẫn không có thay đổi là bao. Sự xuất hiện của các loài động vật theo từng bước chân khám phá đã đưa chúng tôi về gần hơn với thiên nhiên. Những hình bóng thoát ẩn thoát hiện giữa không gian rừng núi qua ống kính của chúng tôi thật hết sức quý giá nếu biết rằng, theo các chuyên gia ước tính, trong vòng 50 năm trở lại đây, cứ 20 phút
là có một loài động vật trên trái đất bị tuyệt chủng. Con người hiện đại ngày nay đang đối diện trước nguy cơ bị sụt giảm nghiêm trọng về đa dạng sinh học trên trái đất, vô phương cứu vãn. Men theo con suối bắt nguồn từ con thác Quebrada, Valencia đang mùa nước cạn. Chúng tôi tiến sâu vào rừng. Liệu những tình yêu nhỏ bé với màu xanh núi rừng của chúng tôi vừa được khơi dậy trong chuyến hành trình thực hiện ký sự Amazon này có góp thêm được tiếng kêu cứu nào không? Nếu như loài kiến cắt lá này cắt xén đến 1/6 lượng lá cây nơi chúng sinh sống, thì chính điều này đã làm thúc đẩy sự sinh trưởng thực vật và sức sống của rừng vẫn lan tỏa trong sự điều tiết của tự nhiên. Thế rồi, những gì hiện diện nơi đây không cho phép chúng tôi dừng lại. Qua những lớp rừng có mật độ cây tái sinh dày đặc, chúng tôi linh cảm có nhiều vấn đề ẩn giấu đằng sau những màu xanh cây lá khoe mình dưới cái nắng ban trưa. Và đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Trên những xác cổ thụ ngổ ngang, những búi cỏ xơ xác đánh dấu mực nước lũ tràn ngập trong mùa mưa vừa qua như một lời cảnh cáo quả báo nhãn tiền. Các chuyên gia ước tính, với tốc độ phá rừng không kiểm soát như hiện nay thì khu vực Andes lẫn Caribe này sẽ mất tới trên dưới 40% các chủng loài, tức khoảng 56.000 loài thực vật và 3.700 loài động vật sẽ bị xóa sổ kiểu gì. Và thác nước Quebrada Valencia hiện ra trước mắt chúng tôi như một minh chứng rõ nét cho hậu quả phá rừng đầu nguồn. Theo cư dân bản địa, nhiều năm trước đây, chưa bao giờ con thác xinh đẹp xứng đáng làm nên một khu du lịch này lại trở thành cái lặt nước nhỏ nhoi tội nghiệp, cho dù là trong giai đoạn mùa khô. Dòng thác dữ này trở nên hiền lành, chắc chỉ làm vui lòng cho đám trẻ địa phương thích bơi lội, nhưng chắc chắn sẽ làm ngậm ngùi không ít người có tấm lòng với thiên nhiên. Như những người đang tập trung bên bờ thác Quebrada Valencia này, họ là những giảng viên của trường đại học Libertadores de Santa Marta. Thường vào những ngày nghỉ cuối tuần, họ tự bỏ tiền túi làm những chuyến dã ngoại đến với những vùng thuộc công viên quốc gia Tayrona và các khu vực lân cận. Qua phương thức sinh hoạt tập thể, gắn kết tình đồng nghiệp, cùng các cuộc tranh luận sôi nổi về các chủ đề về môi trường và nghiệp vụ đã thu hút sự chú ý của đoàn làm phim chúng tôi với rất nhiều suy nghĩ. Như phát biểu sau đây của bà Carmen Osorin de Polinoa, trưởng khoa sinh vật. Những chuyến đi như thế này được chúng tôi tổ chức thường xuyên. Thứ nhất, nó hỗ trợ cho các chương trình giảng dạy về công tác nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường, cũng như tạo cho chúng tôi tự nâng cao phương thức giảng dạy sát với thực tế vốn có. Tất cả những điều này nhằm đưa ra một kết quả tốt nhất cho công tác bảo vệ thiên nhiên trước mắt, đồng thời nâng cao tính tự giác của thế hệ tương lai. Như các bạn thấy đó, việc chúng tôi sinh hoạt cộng đồng giữa khung cảnh thiên nhiên đang bị hủy hoại như thế này cũng là một thông điệp có sức thuyết phục trước nhất là với các học sinh sinh viên mà chúng tôi giảng dạy. Đây là trách nhiệm của các nhà hoạt động giáo dục đối với cộng đồng. Chúng tôi hoạt động không qua sự hỗ trợ của bất cứ một tổ chức hay nguồn quỹ nào là một phương cách giáo dục thực tiễn. Giữa rừng núi hoang vu, những giảng viên của Đại học Libertadores de Santa Marta hồn nhiên vui đùa với những trò chơi sinh hoạt tập thể, như chưa từng biết tới tuổi đời đã chồng chất lên mình. Đối xử tử tế với thiên nhiên và thực hiện đúng quy luật của tạo hóa thì sẽ khơi lại những nguồn sống đã bị vùi lấp. Như tàn cổ thụ này, rễ vẫn bám sâu cùng với tháng năm.
từ giả thác nước Quebrada Valencia, chúng tôi vượt hơn 10 cây số đường rừng để đi vào khu vực chính của công viên quốc gia Tayrona. Mục tiêu chính của chặng đường hôm nay chúng tôi phải chinh phục chính là dốc núi Sierra Nevada de Santa Marta, trải dài bên bờ biển Caribe lừng danh với nhiều di tích của cư dân bản địa da đỏ thời tiền Columbus. Công viên quốc gia Tayrona Santa Marta được thành lập từ năm 1969. Đây là một trong những công viên quốc gia lớn nhất và đặc sắc nhất của Colombia, với diện tích rộng tới 15.000 hecta. Trong đó có 3.000 hecta thềm lục địa nằm bên bờ biển Caribe. Con đường khởi đầu cho chuyến hành trình của đoàn làm phim chúng tôi gần như song song với bờ biển Caribe và cách đó chưa tới một cây số. Nằm một phần trong công viên quốc gia Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta vẫn thuộc quyền quản lý trực tiếp và hết sức nghiêm ngặt của chính phủ Colombia. Tất cả máy móc cơ giới, kể cả máy quay phim đều không được phép xuất hiện trong vùng này. Thế nhưng, công việc tác nghiệp của chúng tôi lại có lý lẽ riêng của nó. Hơi thở của nắng gió đại dương xuyên qua những tán rừng thưa thớt làm cho những bước chân đầu tiên của cuộc chinh phục thêm ít nhiều thú vị. Thỉnh thoảng, con đường trở nên chật hẹp bởi những câu chào hỏi vui tươi qua cuộc gặp gỡ tình cờ với cư dân bản địa cùng ngựa la ngược lối đi về. Đôi lúc, con đường dưới chân chúng tôi trắng màu cát biển xâm thực, nhưng trên đầu lại xanh mát với những hàng dừa quen thuộc hay những cành bàn. Con đường dường như ngắn lại qua sự chia sẻ của chúng tôi với những người dẫn đường vì những điểm chung riêng có của cả hai xứ sở. Sau hơn một giờ đồng hồ, chặng đường đầu tiên của chúng tôi kết thúc bằng việc thay đổi ngựa. Hành lý cùng các phương tiện tác nghiệp được chuyển sang một con la, loại động vật có sức khỏe dẻo dai khi vượt dốc, như một lời cảnh báo cho những bước gian nan trong cuộc chinh phục sắp tới. Sự lưu luyến của ông già Domingo cùng con ngựa thồ của ông, với tất cả những gì mà ông cùng chúng tôi đã chia sẻ với nhau trong suốt hơn một giờ qua. Ông Rico Zlatho cùng chúng tôi rẽ về phía tây nam, hướng về dốc núi Sierra Nevada de Santa Marta, ngọn núi lừng danh phía bắc của Colombia. Và những đèo dốc quanh co của Sierra Nevada de Santa Marta bắt đầu thử thách sức chịu đựng của chúng tôi. Cái cảm giác ngồi buông sự mệt nhọc bên bờ dốc vẫn không thắng được lời mời gọi đầy hứa hẹn của bên kia triền núi. Núi Sierra Nevada de Santa Marta nằm trên ranh giới của ba bang Magdalena, La Gahina và Ceja, với chiều dài sườn dốc trên 42 cây số, cùng đỉnh cao nhất tới 5.775 m quanh năm tuyết phủ, chính là một kỳ quan thiên nhiên giữa vùng biển nhiệt đới Caribe. Có thể nói, độ dốc của đường núi quay về hướng biển Caribe làm chùn bước cả những người địa phương. Chúng tôi buộc phải dừng chân thêm một lần nữa cho cuộc hành trình vượt đèo chỉ mới qua hơn một giờ đồng hồ thấm mệt.
con đường vẫn tiếp tục trải dốc đứng về phía trước mặt. Những bảng tên chỉ đường thô sơ, ngắn gọn cho biết dấu chân của con người vẫn qua lại và làm bớt đi vẻ thanh vắng bao trùm rừng núi nơi đây. Thỉnh thoảng, chỉ có những tiếng bàn luận của chúng tôi khi dừng lại giữa cuộc hành trình. Và đôi lần, giữa thiên nhiên hoang vắng, chúng tôi chợt sống lại những giây phút mà tưởng đã phai mờ dưới cát bụi thời gian. Sau hơn 3 giờ vượt dốc đường núi của công viên quốc gia Tarona, phải 2 lần thay đổi ngựa và la thồ đồ, thì chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ bước tới làng da đỏ Puelito. Những chai nước chúng tôi đã mang đi đã uống gần hết, chỉ còn vài bước chân nữa là đến làng da đỏ, thì không biết chúng tôi cái sự thử thách này như thế nào, nhưng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng về đích và có được những cái thước phim gửi đến quý khán giả. Thế còn bạn Quang, bạn nghĩ gì cái cuộc vượt dốc của chúng ta? Thật sự điều đầu tiên tôi có thể nghĩ tới khi mà tới đỉnh, tới cái làng này là tôi sẽ tìm nước để uống, rất khát nước các bạn ơi. Cứ đi rồi sẽ đến. Và chúng tôi rốt cuộc cũng đã đứng trước khu vực được coi là tâm điểm của khu công viên quốc gia Tarona. Steven, người hướng dẫn cho chúng tôi, giới thiệu một cách trân trọng về khu vực mà chúng tôi sắp sửa đi vào. Đây chính là khu vực đàn tế, án ngữ ngay trước lối vào khu vực làng Pueblito. Chính việc khám phá ra nơi này, người ta đã chứng minh được tín ngưỡng đa thần và tôn thờ tự nhiên của người Tarona. Đây là khu trung tâm đàn tế. Nơi đây chỉ dành riêng cho nam giới, phụ nữ không được phép đến. Mọi người tập họp xung quanh đây, trên những tảng đá này, để hiến tế các vị thần trú ngụ trong thiên nhiên, cỏ cây, sông núi, hay tượng trưng cho các hiện tượng tự nhiên. Bộ tộc Tarona không hiến tế người, mà vật tế chỉ là các loại động vật sinh sống quanh vùng mà thôi. Các cuộc hiến tế diễn ra thường xuyên, chỉ cách nhau trên dưới 10 ngày. Và anh chàng Steven đã nhiệt tình biểu diễn lại cách thức hiến tế trên bàn thờ đá của người Tarona khi xưa. Máu của con vật hiến tế chảy dài theo rãnh đá và được hứng lấy. Mọi người tham gia hiến tế sẽ lấy làm vinh dự khi được cùng uống chung dòng máu đó. Dấu chéo này thể hiện lối vào làng. Còn vòng tròn này thì tượng trưng cho trái đất với những tia nắng được biểu hiện bằng ba gạch thẳng. Có thể đây là tín ngưỡng thờ mẹ đất và cha là thần mặt trời theo tín ngưỡng của người Musca, một trong những bộ tộc của người Tarona. Và đây là dấu báo hiệu có một làng nhỏ sinh sống gần nơi đây. Và rồi, lối vào của làng Pueblito của người Tarona như đánh dấu đích đến cho cuộc chinh phục đoạn đường đèo trên núi Sierra Nevada de Santa Marta gian nan nhất kể từ khi chuyến hành trình của đoàn làm phim chúng tôi bắt đầu. Những mệt nhọc của hơn 3 tiếng đồng hồ qua đã tan biến trong khoảnh khắc giữa những gì hiện ra trước mắt. Tất cả chúng tôi đã bị cuốn đi vào trong một không gian tưởng chừng như đã ngưng động lại từ thuở nào và chưa hề biết đến bao nhiêu thế kỷ đã phai tàn theo bọt sóng Caribe ở bên kia triền núi. Và đây, ngôi làng Pueblito, đích đến của cuộc chinh phục đèo dốc ngọn núi Sierra Nevada de Santa Marta trong suốt 3 giờ qua đã nằm trước tầm mắt chúng tôi. Nằm trên độ cao 1.200m, Pueblito tưởng chừng sẽ mãi mãi chìm vào trong quên lãng nếu không được một nhóm người tìm vàng tình cờ phát hiện vào năm 1970. Và những gì có giá trị còn sót lại nơi đây sau khi đã bị vơ vét sạch. Mãi đến năm 1973, chính phủ Colombia mới chính thức tiếp quản
và giao lại cho Viện Dân tộc học tôn tạo, duy trì và bảo tồn khu vực này như một di tích văn hóa quốc gia. Nhưng với những gì còn lại nơi đây cũng đủ làm kinh ngạc ngay cả những người thờ ơ nhất. Chúng tôi đang có mặt tại làng Puelito, làng da đỏ người Tây Roma. Đây là những di chỉ nền nhà bằng đá cổ trước thời kỳ tiền Columbus. Những phiến đá này được khai thác từ dãy núi Tây Roma gần đây. Và ở đây có gần hàng chục nền nhà đá như thế này. Tây Roma là tên gọi mà người Tây Ban Nha dùng để gọi những bộ tộc thổ dân phía bắc Colombia từ những ngày đầu tiếp xúc, bao gồm các bộ tộc như Guajiros, Cogui, Chilima, Malibus, Guamebucan, Azario, v.v. mà hầu như tất cả đều thuộc ngữ hệ Musca và sống dọc các sông Đông Diego, Huachaca và Buritaca. Điều này có thể giải thích tại sao những nền nhà ở Puelito không khác mấy so với các di chỉ của người Musca bên hồ Guatavita với El Dorado huyền thoại. Đây là những gì còn sót lại của một nền văn minh tiền Inca được xây dựng từ hơn 1.000 năm trước. Puelito được coi là trung tâm tín ngưỡng và như là mái nhà chung của người Tarona. Nơi đây tập trung những thành phần ưu tú nhất của cộng đồng, gồm những lãnh đạo tinh thần cùng với quân sự và thợ thủ công. Nền kinh tế của người Tarona hoàn toàn tự cung tự cấp. Họ sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp và đánh bắt trên biển Caribe cách đó 5 km. Đến cuối thế kỷ 15, nội bộ của người Tarona bị phân hóa. Họ chia rẽ thành nhiều bộ phận dân cư và người đứng đầu các nhóm gọi là Cacique. Những lãnh đạo cát cứ này đôi khi thôn tính lẫn nhau. Và đến năm 1498, người Tarona lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi Fernando González de Oviedo, người Tây Ban Nha tìm đến đây, ban đầu chỉ với mục đích buôn bán. Làng Puelito này vào thời kỳ tiền Columbus, tức hơn 500 năm trước, đã từng là một nơi ở của 5.000 dân thuộc sắc dân Tarona, một trong những sắc dân hùng mạnh nhất của vùng biển Caribe. Đến khi người Tây Ban Nha phát hiện ra cái làng này, thì cái tên Tarona chỉ còn là tên của núi rừng hoang dã và những phế tích thăng trầm như thế này. Bất cứ người nào khi đến đây, kể cả chúng tôi, cũng đều ngậm ngùi trước những một nền văn minh đã bị phai tàn bởi bạo lực. Năm 1525, Rodrigo de Bastidas thành lập thành phố Santa Vata và người Tây Ban Nha muốn bành trướng thế lực. Chiến tranh đã bùng nổ. Trong suốt 75 năm, người Tarona đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ mảnh đất của tổ tiên mình. Thế nhưng, sức mạnh quân sự luôn có sức thuyết phục của nó. Năm 1600, thống đốc Santa Marta, khi đó là Juan Guiran Velon, phối hợp quân sự với các thế lực thành phố ven biển Caribe và liên kết với cả cướp biển Anh, Hà Lan để mở cuộc tổng tấn công nhằm tiêu diệt người Tarona. Kết quả, hơn 80% dân số Tarona đã tử trận và bị tàn sát trong chiến dịch này. Những người còn sống sót bỏ chạy vào dãy Andes ở phía nam. Hàng chục cacique, thủ lĩnh người Tarona bị xé xác và bêu đầu tại Santa Marta. Lịch sử vẫn theo lý lẽ của riêng nó. Đọc lại hồi ức về những con người từng sống trên mảnh đất này, những ai qua đây không khỏi ngậm ngùi. Làng Puelito hiện nay chỉ còn khoảng 10 gia đình sống trên phế tích này. Họ là những người thuộc bộ tộc Cogui và Azario, có gốc tích từ người Tarona xưa. Hàng năm, họ vẫn tổ chức những nghi lễ mang tính truyền thống, tưởng niệm về một thời đã qua. Hiện nay, với sự cho phép của chính phủ Colombia, họ sinh sống nơi đây bằng các dịch vụ phục vụ cho du lịch cùng các sản phẩm hàng lưu niệm thủ công truyền thống. Cuộc sống khó khăn và tạm bợ không cho phép họ dựng lại những ngôi nhà bằng đá theo đúng truyền thống của tổ tiên. Nhưng người Cogui vẫn giữ lại những tập tục xa xưa cho đến tận ngày nay. Như trong hôn nhân chẳng hạn, một đôi lứa dù đã kết hôn chính thức với nhau, nhưng họ vẫn ở tách biệt và không cùng một chỗ. Trong suốt cuộc đời, họ vẫn có thể làm đám cưới lại với nhau đến vài lần.
thống thủy lợi của người Tarona vẫn còn lưu lại ích cho hậu duệ của họ đến tận ngày nay. Kỹ thuật tạo kênh dẫn nước đến từng hộ gia đình ở làng Pueblito này cho thấy tầm nhìn quy hoạch của người Tarona hơn ngàn năm trước đã hết sức khoa học. Nơi ở của 5.000 dân cư, phố núi của 500 năm trước, Pueblito giờ đây vẫn không tìm lại được một nét sinh khí nào sau hơn 35 năm được đánh thức từ bước chân tìm kiếm vận may của những kẻ mạo hiểm. Thời gian không còn nhiều cho chuyến khám phá với ít nhiều cảm xúc dâu bể này. Quy trình chuyến đi không cho phép trở về bằng đường cũ. Chúng tôi còn cuộc vượt dốc gần 8 km phía trước khi bóng chiều đã ngả. Gần 15 cây số cho hành trình qua núi Sierra Nevada de Santa Marta trong một ngày, kể cả thời gian tác nghiệp trong làng Pueblito, thực sự là một thử thách không nhỏ cho đoàn chúng tôi trong thời gian làm phim trên đất nước Colombia. Những người cô gui của ngôi làng Pueblito nhỏ bé đã hào phóng cho chúng tôi mượn một con la nhằm đỡ chân phần nào cho anh em trong đoàn làm phim để kịp giờ cho cuộc hành trình sắp tới. Và những giây phút này mới thấy quý giá làm sao tấm lòng của người phương xa cùng tình gắn bó của anh em đồng nghiệp. Sức dẻo dai chịu đựng của con la vùng núi Sierra Nevada de Santa Marta trong những lần lên dốc xuống đèo quanh co chật hẹp lại có lúc làm xúc động cả những người nhờ nó đỡ chân. Mai này, khi nhớ về vùng núi Sierra Nevada de Santa Marta, hình ảnh quang tàn của ngôi làng Pueblito chắc chắn còn mãi theo chúng tôi với những bước chân của đoàn La Thồ đuổi theo bóng chiều hắt hiu qua tán lá rừng ngã về bên kia triền dốc. Tôi đang đứng ở một trong những thành phố cổ đẹp nhất miền Nam Mỹ, thành phố Cartagena. Cách đây hơn 1.500 năm, người da đỏ Carib di cư từ Brazil đến đây và đã xây dựng đây một nền văn minh vô cùng rực rỡ. Đến năm 1498, người Tây Ban Nha đã đến đây. Chúng ta đang đứng trước cửa biển Boca Grande, nơi chuyến tàu Tây Ban Nha đầu tiên cập bến vào đây. Người Tây Ban Nha tối mắt trước những vàng, bạc, ngọc lục bảo và họ đã muốn đánh chiếm vùng đất này, nhưng họ đã bị thất bại. Người anh điên Carib đã đánh đuổi họ đi. Nhưng đến năm 1501, người Tây Ban Nha trở lại đây với một lượng hùng hậu hơn và họ đã tàn sát hơn 70% người da đỏ tại vùng này và xây dựng nên thành phố Cartagena. Những ngọn sóng triều xô dạt trên vịnh Cartagena vẫn mãi như thuở nào. Cho dù lịch sử đã đi qua nơi này với biết bao vết thương tàn khốc, để Cartagena ngày nay có diện mạo của một thành phố diễm lệ nhất trên vùng biển Caribe, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1984. Thành phố Cartagena gần 900.000 dân này là một thành phố gây ấn tượng nhất ở Nam Mỹ bởi sự tương phản hết sức rõ rệt giữa cái mới và cái cũ, giữa quá khứ và hiện đại đang xen nhau một cách hài hòa mà sự kết hợp này có thể đạt được. Kể từ khi bắt đầu mở cửa đón du khách thế giới vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thành phố Cartagena mãi mãi là giấc mộng trở thành hiện thực cho những ai say bức lãng du lần đầu đặt chân đến thành phố kỳ ảo này. Khi chiếm được miền đất này từ tay người da đỏ, vào năm 1501, người Tây Ban Nha đã đặt tên cho thành phố này là Sebastián de Colomari. Đến năm 1547, họ đổi tên cho nó thành thành phố Cartagena, nghĩa là thành phố hoàng hôn, làm đối trọng với một thành phố ở miền Tây Tây Ban Nha là thành phố Cartagena de Levante, nghĩa là thành phố bình minh, với hàm ý là sự giàu có và lớn mạnh của đế quốc Tây Ban Nha trải dài trên khắp Đại Tây Dương. Du khách đến đây không thể không khỏi ngạc nhiên trước những gì của người Tây Ban Nha xây dựng hàng trăm năm trước vẫn còn sừng sững tại đây. Như tòa pháo đài này tồn tại hiên ngang bên cạnh tượng đài tưởng niệm nhà thơ Luis Carlos Lopez với hình ảnh của một đôi giày cũ hết sức duyên dáng. Thời đã mất vẫn đồng hiện với ngày hôm nay.
Với kho báu khổng lồ gồm vàng và ngọc lục bảo mà người Tây Ban Nha cướp được của người da đỏ và tồn trữ tại đây, thì Cartagena đã trở thành miếng mồi ngon béo bở trong mắt của các cường quốc lúc bấy giờ như Anh, Pháp, Hà Lan và cả những tên cướp biển vùng Caribe, và thành phố phải hứng chịu những cuộc tấn công hết sức nặng nề. Để phòng thủ, người Tây Ban Nha đã cho xây dựng một hệ thống pháo đài dày đặc. Từ cửa biển Banco Grande cho đến trung tâm thành phố cổ chỉ có khoảng 4 km nhưng có tới 7 tòa pháo đài. Trước mắt chúng ta là tòa pháo đài San Felipe, được xây dựng vào thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, là một trong những tòa pháo đài lớn nhất của thành phố này. Được xây dựng vào năm 1656, đây là một kiến trúc có hình tam giác cao nhất thành phố lúc bấy giờ. Trước cổng thành là tượng đài của danh tướng Tây Ban Nha Don Blas de Lezo, được phái tới trấn giữ nơi này khi chỉ còn một mắt, một tay và một chân. Và ông đã hy sinh ngay tại pháo đài này sau 120 ngày nhậm chức trong trận đại chiến với hạm đội Anh năm 1741. Một biểu tượng hy sinh vì quốc gia cho đến giọt máu cuối cùng của người chiến binh. Sau đó, kiến trúc sư Antonio de Arevalo đã xây dựng thêm các ụ pháo liên hoàn và San Felipe trở thành pháo đài bất khả chiến bại. Thế nhưng, chính bức tường thành có chiều dài 11 km ôm quanh thành phố cổ mới chính là tâm điểm của Cartagena. Nó được xây dựng từ cuối thế kỷ 16 cho đến giữa thế kỷ 18. Với chỗ dày nhất đạt tới 12 mét, tường thành chạy theo hình chữ chi với các góc chết, dùng cho mục đích phòng thủ bảo vệ cư dân thành phố chống lại sự tấn công từ ngoài biển vào. Có thể nói, nếu lấy cột mốc từ năm 1498, khi chiếc tàu Tây Ban Nha đầu tiên đi vào cửa biển Boca Grande, mãi cho đến năm 1819, khi Simón Bolívar lật đổ được ách thống trị của người Tây Ban Nha, thành phố Cartagena, cửa ngõ đi vào miền đất Colombia, chưa bao giờ được yên bình. Trên bờ lũy kiên cố vững bền dưới bao cuộc tấn công từ bên ngoài suốt mấy trăm năm, người dân nơi đây đã thấm đẫm trong mình sự tự hào về quê hương xứ sở. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1811, lúc 11 giờ, 11.000 người dân của thành phố Cartagena này đã đứng lên giành độc lập từ người Tây Ban Nha. Ngày nay, thành phố này là một trong những điểm đến an toàn nhất trên đất nước Colombia. Với khí hậu ôn hòa và bể biển tuyệt đẹp, Cartagena đã là nơi lựa chọn cho rất nhiều du khách. Rất nhiều người đã bỏ tiền để đầu tư cho các dịch vụ du lịch nơi đây. Và như bạn thấy đó, Cartagena còn là một bảo tàng sống. Ba trăm sáu mươi tám khẩu thần công được chế tạo và chuyên chở từ Barcelona, Tây Ban Nha sang để bố trí phòng thủ cho thành phố này từ thế kỷ 18, được trưng bày theo đúng vị trí cũ, phần nào đã làm sống lại không khí của một thành cổ Cartagena de Indias những ngày huy hoàng giữa thế kỷ 17, là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của châu Mỹ sau Mexico City. Những vọng gác xưa cũ vẫn ngày ngày đối mặt với những con sóng biển Caribe. Cartagena là thành phố đầu tiên tuyên bố độc lập trên vùng đất Nam Mỹ vào ngày 11 tháng 11 năm 1811. Và 5 năm sau đó, năm 1816, Cartagena một lần nữa lại rơi vào ách thống trị của Tây Ban Nha. Và đến năm 1819, Simón Bolívar, người anh hùng Nam Mỹ, đã đánh bại Tây Ban Nha trong trận Boyacá, giành lại tự do cho xứ sở này. Nhưng Cartagena không chỉ tự hào về điều đó. Điều mà chúng tôi mong đợi cuối cùng cũng đã gặp. Đối với giới yêu văn học thì cái tên Gabriel Garcia Marquez chắc hẳn không xa lạ gì. Ở Việt Nam, người ta biết nhiều đến ông qua tác phẩm Trăm năm cô đơn, qua bản dịch tài hoa của cố dịch giả Nguyễn Trung Đức. Garcia Marquez với bút pháp hiện thực huyền ảo đã góp phần to lớn vào việc cách tân kỹ thuật viết tiểu thuyết của Mỹ Latin. Chính điều này đã giúp cho ông cùng tác phẩm Trăm năm cô đơn đạt giải Nobel văn học vào năm 1982. Năm 1996, khi đến thăm thành phố Cartagena, xúc động trước vẻ đẹp của thành phố này, ông đã mua một căn nhà nghỉ ở đây. Và điều này đã làm cho thành phố Cartagena hết sức tự hào. Đối với riêng chúng tôi, những người từ phương xa hâm mộ Garcia Marquez, khi đến đây cũng có một niềm tự hào giống như thế. Nhà hát Heredia là nơi chúng tôi bắt đầu cho cuộc khám phá khu phố cổ Cartagena. Nhà hát đã được phục chế với đúng nguyên mẫu với những chuẩn mực của sân khấu cổ điển châu Âu.
Nằm trong diện tích 11 km2, khu thành cổ Cartagena chia làm 3 khu phố, gồm khu trung tâm Centro Diego, khu phố La Matuna và khu phố Getsemani. Những ngôi nhà trong thành phố cổ này đa phần là những ngôi nhà 2 tầng, được tô điểm với những hàng cây lá có sắc màu tuyệt đẹp, với những ban công cùng với những sân trong và giếng trời đầy thi vị. Và đây, nhà thờ này từng là đại bản doanh của quân đội Tây Ban Nha của toàn Nam Mỹ. Cartagena với sự giàu có cùng với những đường nét của riêng mình đã làm mảnh đất cho các cường quốc châu Âu từng một thời làm chủ đại dương ngày xưa xâu xé tranh giành. Ngày nay, thành phố này với lễ kỷ niệm ngày độc lập Cartagena vào ngày 11 tháng 11 hàng năm được coi là một trong những lễ hội hấp dẫn nhất Nam Mỹ. Những phố cổ nối nhau như không dứt, từ những cửa hàng khách sạn sang trọng cho đến những xe hoa trái của người bán hàng rong hay những chiếc taxi hiện đại. Tất cả đều được Cartagena dùng để tô điểm cho mình một diện mạo khó hòa lẫn được với bất cứ thành phố nào. Nằm ngay trong khu phố trung tâm Centro Diego, tượng đài của Christopher Columbus, người đã khám phá ra tân thế giới và đã lưu lại tên mình cho xứ sở này, đất nước Colombia. Một mặt nào đó, việc tìm ra châu Mỹ của ông cũng đã là trang sử cuối cùng, khép lại rất nhiều nền văn hóa bản địa. Với lợi thế cảng biển, hiện Cartagena là một trong những trung tâm kinh tế, nơi xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của thành phố nói riêng và Colombia nói chung như dầu mỏ cùng các sản phẩm hóa dầu, cà phê, thuốc lá, v.v. Cartagena vẫn đường hoàng ngự trị trên ngai vàng Caribe qua suốt 500 năm dâu bể. Đoàn làm phim chúng tôi trở lại miền trung Colombia để tìm hiểu về dòng cung núi Cordillera Occidental của dãy Andes. Hello, amigo. Gió ngựa của những vaqueros, chàng cao bồi, biểu tượng của vùng đất này như báo hiệu những điều thú vị đang đón chờ phía trước. Từ dã Medellín, thành phố trung tâm kinh tế lớn thứ hai sau Bogota, chúng tôi tiến sâu vào vùng núi Cordillera Occidental. Trải dài trước mắt chúng tôi là dòng Rio Cauca, dài 1.350 km. Mặt máu xuyên suốt của dãy núi vòng cung Cordillera Occidental là một trong ba dãy núi chính của đất nước Colombia, khởi đầu từ dãy Andes. Thế nhưng, chính dải lụa Puente del Occidente bắc ngang dòng sông Rio Cauca này mới chính là niềm tự hào của người dân miền thung lũng bị cô lập này, là một trong những cây cầu dây văng đầu tiên của vùng Nam Mỹ. Mềm mại mà vững chãi, cầu Puente del Occidente như thách thức cùng với vách núi, với dòng sông lẫn thời gian đã đi qua hơn trăm năm. Năm 1887, thành phố Medellín, thủ phủ của bang Antioquia lúc đó, quyết định xây dựng một chiếc cầu bắc qua sông Cauca nhằm giải tỏa sự cô lập của thung lũng Cauca cùng miền đất phía tây dãy Cordillera Occidental với miền đông đang phát triển thịnh vượng. Người được giao cho thiết kế và xây dựng công trình này là kiến trúc sư José María Villa, người Colombia. Ông đã từng tham gia xây dựng cầu dây văng Brooklyn trên sông East River ở New York năm 1870. Ngày nay, những người đi qua chiếc cầu này không thể tưởng tượng José María Villa dữ dội thế nào khi ông quyết định xây dựng chiếc cầu dây văng bằng gỗ dài 291 mét qua sông Rio Cauca. Vượt lên trên tất cả, José María Villa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình 8 năm sau đó. Với cấu trúc nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và chịu được trọng tải lớn, khi cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1895, giới chuyên môn khi đó đã đánh giá José María Villa là người đi trước thời đại. Thậm chí, có người còn không tin ông
với trình độ kỹ thuật xây cầu như thế lại là một người Colombia. Những công nhân cầu đường ngày nay khi đang tu sửa chiếc cầu này vẫn hết sức tự hào với quá khứ cũng như công việc mình đang làm. Được làm việc trên chiếc cầu này là một trong những niềm yêu thích của chúng tôi. Thật thú vị khi mình được góp sức vào đó. Đây là niềm tự hào của quê hương tôi. Làm sao không hạnh phúc khi thấy người dân và du khách qua lại đôi bờ mỗi ngày. Trong suốt thế kỷ 20, trải qua nhiều lần trùng tu, năm 1950, kiến trúc sư Juan de Dios Higuita đã cho sửa chữa lớn và thêm vào các cấu trúc sắt thép nhằm nâng tải trọng cho cầu, nên hình dáng của cầu phần nào đã bị thay đổi. Bên chiếc cầu hiện vẫn còn chân dung của Jose Maria Vinza, tác giả chiếc cầu, người đã từ bỏ thiên đường nước Mỹ trở về quê hương Colombia khi đất nước đang cơn nguy biến. Một sự cố bất ngờ, chiếc xe của chúng tôi bị bể bánh. Nóng lòng cho cuộc hành trình, tay máy Huỳnh Lâm của đoàn sắn tay áo sửa chữa cho chiếc xe trở chứng này. Nếu Nam Mỹ đã và vẫn mãi làm chúng tôi bất ngờ với những nét văn hóa và kỳ quan đặc sắc cùng những con người rộng mở tấm lòng, thì hôm nay, tay máy Huỳnh Lâm lại làm cho những người bạn đồng hành Colombia với những người quanh đó ngạc nhiên. Sự cố kỹ thuật nói trên đã không cho phép đoàn làm phim chúng tôi tiếp tục mạo hiểm vào sâu khám phá dãy núi Cordillera Occidental. Dằn lòng tiếc rẻ, chúng tôi đành phải trở ra bằng con đường quay lại chiếc cầu Puente del Occidente. Những chiếc cầu nối liền đôi bờ làm cho con người nơi đây không còn cái cảm giác cô độc bởi sự chia cắt. Nói một cách hoa mỹ, thì một mặt nào đó chúng tôi, những người làm phim ký sự lần này, cũng là những người đi bắt những nhịp cầu, nối nhịp cho những người ở hai bên bờ đại dương. Họ có sự khác biệt ít nhiều về văn hóa, nhưng sẽ có một cái nhìn phần nào thấu hiểu nhau hơn. Và chúng tôi đã hướng về thị trấn cổ Santa Fe de Antioquia. Năm 1541, thủy quân đô đốc Jorge Robledo tìm ra miền đất phía tây của con sông Rio Cauca này và đã xây dựng khu định cư đầu tiên tại đây. Cái tên Santa Fe de Antioquia bắt đầu được gọi cho vùng đất vô danh đó. Jorge Robledo được coi là biểu tượng cho khát vọng chinh phục và khai phá của thị trấn có bề dày lịch sử đầy biến động và hào hùng này. Ngay khi vùng định cư tại đây được hình thành, người Tây Ban Nha đã coi nơi này là trung tâm của miền đất bên dãy Cordillera Occidental với những mỏ vàng tìm thấy và được khai thác quanh vùng. Năm 1584, Santa Fe trở thành thủ phủ của toàn bang Antioquia. Đến năm 1813, ngay tại nơi này, bang Antioquia tuyên bố tự trị. Và 13 năm sau đó, năm 1826, thành phố Santa Fe de Antioquia này đã chấm dứt vai trò lịch sử của nó khi người ta dời thủ phủ của bang về thành phố Medellin, cách đó 80 km về phía đông. Dù vậy, với những dư hương của một thời tạo nên hồn phách của thị trấn cổ bên dãy Cordillera Occidental, năm 1960, Santa Fe de Antioquia đã được Colombia xếp hạng di sản quốc gia. Sự hoài niệm về quá khứ dường như nằm trong tiềm thức của mỗi con người. Santa Fe, với những không gian kiến trúc của những trăm năm trước như những đường phố của thế kỷ 17-18, hay ngôi nhà thờ chính tòa đầu tiên lập theo sắc lệnh của giáo hoàng Pius Đệ Thất, vẫn lôi cuốn du khách từ thành phố Medellin đổ về đây mỗi dịp cuối tuần, như một cách thư giãn bỏ lại cuộc sống bon chen bận rộn nơi phố thị. Sau khi các mỏ vàng đóng cửa do cạn kiệt, với dân số thị trấn hơn 23.000 người và diện tích khoảng 450 km2, nằm giữa hai con sông Rio Cauca
và Rio Tonosca. Santa Fe với đất đai trù phú đã trở thành chỗ dựa cho nền kinh tế nơi đây, với một nền nông nghiệp chủ yếu dựa trên cà phê, bắp và đậu. Và Santa Fe vẫn còn đó hình bóng của những người anh hùng của Colombia, một Simón Bolívar El Libertador, biểu tượng của tự do và độc lập, một Juan de Corral, nhà yêu nước, người khai sinh nền độc lập của Colombia, hay một Luis Perez, vân vân. Santa Fe lưu dấu họ trong thành phố này như mong muốn tinh thần của những năm tranh đấu cho quê hương xứ sở được tự do sẽ truyền lại mãi qua từng thế hệ người dân nơi này, cho dù thời gian có qua đi. Từ chuyến đi bất thành vào vùng núi Cordillera Occidental, đôi phút ghé ngang Santa Fe de Antioquia đã cho chúng tôi biết thêm cái nghĩa, ý vị của sự tình cờ. Như không phải tất cả các con sông đều chảy về hướng đông cùng với dòng sông huyền thoại Amazon, mà con nước Rio Cauca dưới kia có lối riêng của mình chảy từ nam ra bắc. Những giây phút ít ỏi còn lại ở Medellín, thủ phủ của bang Antioquia, thành phố được mệnh danh là Capital de la Montana, nghĩa là thủ đô của núi, đã cho đoàn làm phim chúng tôi có những giờ phút khá thú vị. Người Colombia vốn nhiệt tình cởi mở, như các bạn sinh viên trường đại học Medellín đang tác nghiệp một chương trình truyền hình, vui mừng chào đón chúng tôi như những bạn bè đồng nghiệp. Hay như John Zero, người bạn đường với chúng tôi suốt 24 giờ qua, giờ mới mở lòng với những người bạn Việt ở cách nửa dòng trái đất. I have a great impression of your country because many, many years... Nhiều năm trước đây, tôi chỉ biết đến Việt Nam qua một tấm ảnh báo chí và được phát nhiều lần trên sóng truyền hình. Đó là hình ảnh về một bé gái trần truồng chạy trong cơn hoảng loạn, bỏ lại đằng sau làng quê tiêu điều bởi bom napalm. Đó là một hình ảnh hết sức bi thảm và đáng bị lên án. Đất nước Colombia chúng tôi ngày ấy phải nói là bị chấn động mạnh trước hình ảnh đó. Cũng từ đấy mà tôi bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam. Tất cả những gì tôi biết về Việt Nam là qua các sách lịch sử cùng các bài báo, tạp chí chuyên đề của Mỹ. Nhưng đó chỉ là những ý kiến của một phía. Điều kiện ngày ấy chỉ có thế, biết làm sao được. Nhưng bây giờ, tôi đã biết có một sự thật về Việt Nam qua những giờ phút du khảo khám phá cùng các bạn. Đó là một Việt Nam không bé nhỏ, mà là một nước lớn. Đó là đất nước của tình yêu thương và hòa bình. Chúng tôi luôn mong chờ và sẵn sàng chào đón tất cả những người bạn Việt Nam đến đây. Cũng như ở Brazil và Venezuela, những lần trở lại thủ đô đất nước nào cũng chính là lần nói lời chia tay với chính xứ sở ấy. Với đoàn làm phim chúng tôi, những cảm xúc ấy không dễ gì vượt qua một khi còn chưa chạm được tới độ sâu tận cùng của văn hóa, vẻ đẹp cũng như con người của những nơi này. Thủ đô Bogota của Colombia có tên đầy đủ là Santa Fe de Bogota. Trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến đây, người Musca đã gọi miền đất này là Becata, nghĩa là miền đất ngoài vùng canh tác. Sau những trận chiến ác liệt, cuối cùng người Tây Ban Nha mà đứng đầu là Gonzalo Jiménez de Quesada đã đánh bại người Musca trên mảnh đất này và lập nên thành phố Bogota ngày nay. Sự thịnh vượng của nó ở những thế kỷ sau đó đã được người Bồ Đào Nha miêu tả lại trên bức tranh gốm tặng lại cho người Tây Ban Nha này. Nằm trên độ cao 2.600m so với mực nước biển, bên dãy Cordillera Oriental, thủ đô Bogota với nét cổ kính của mình là nơi tập trung của rất nhiều trường đại học và các bảo tàng danh tiếng của Nam Mỹ. Chính vì thế, nó còn được coi là Aten của Mỹ Latin. Ngày nay, thủ đô Bogota với dân số gần 7 triệu rưỡi,
đang đối diện với những vấn đề nan giải về kẹt xe, ô nhiễm, thất nghiệp như bất cứ một thành phố phát triển nào. Tuy nhiên, thủ đô Bogota cũng có các dự án cải thiện cuộc sống cho cư dân đô thị và giảm tác hại cho môi trường khi mật độ dân số tăng cao như phủ xanh đô thị, dùng điện mặt trời, dần dần được đánh giá là những điển hình tốt cho đô thị trên thế giới. Nét dễ thương của một nghệ sĩ đường phố trong vai chàng hề trên vỉa hè Bogota phần nào thể hiện tính cách thân thiện của con người nơi đây. Thế nhưng, chính nó cũng là hình bóng của những con người phải bươn chải, tìm cho mình con đường tồn tại trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt. Dù từng được coi là một trong ba thành phố thủ đô có mức sinh hoạt rẻ nhất thế giới vào năm 2003, nhưng năm 2006, Tập đoàn Ngân hàng Thụy Sĩ đã xếp người dân Bogota là những người phải kiếm tiền vất vả nhất trong danh sách 70 thành phố lớn nhất trên thế giới. Và cho dù thế nào đi nữa, thì nụ cười chưa bao giờ tắt trên đường phố Bogota này. Chúng tôi dường như lầm lẫn đi giữa làn danh hiện tại và quá khứ của Bogota. Và cứ thế, những bước chân đã đưa chúng tôi về đến quảng trường lịch sử trung tâm của Bogota cổ kính, nơi từng là kinh đô của một quốc gia mang tên Cộng hòa Gran Colombia, ra đời vào năm 1821, bao gồm các quốc gia Ecuador, Venezuela và cả Colombia, lúc đó mang tên Nueva Granada. Những công trình kiến trúc cổ vây quanh quảng trường như nhà thờ Cardinal Palace vẫn còn là chứng nhân những sự kiện lịch sử của đất nước Colombia. Thành phố Bogota sụp đổ hoàn toàn vào năm 1785 do một trận động đất và nó được xây dựng mới lại vào năm 1819. Tiếp sau đó, nó phải chứng kiến sự tan rã của Cộng hòa Gran Colombia vào năm 1830 khi Venezuela và Ecuador trở thành các quốc gia độc lập. Và năm 1886, nước Cộng hòa Colombia chính thức thành lập sau những cuộc nội chiến kéo dài triền miên. Thế nhưng, bánh xe lịch sử vẫn chưa dừng lại những vết hằn trên đất nước xinh đẹp này. Năm 1903, dưới sự can thiệp của Mỹ, Panama đã tách khỏi Colombia và trở thành một quốc gia độc lập. Người anh hùng Simón Bolívar, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Gran Colombia, như vẫn còn hiện diện tại đây, bên những di sản của ông qua chân dung do điêu khắc gia người Ý Pietro Tenerani hoàn thành năm 1846. Chúng tôi đang có mặt trên quảng trường Bolívar, quảng trường trung tâm của thành phố cổ Bogota Viejo, tức thành phố Bogota cổ, được xây dựng từ năm 1538 tới năm 1785. Nó bị tàn phá hầu như toàn bộ bởi một trận động đất hết sức khủng khiếp. Kiến trúc duy nhất còn lại chính là bức tường của nhà thờ chính tòa thành phố. Sau đó thành phố vẫn tiếp tục được xây dựng lại đến đầu thế kỷ 20. Nơi đây là nơi tập trung những kiến trúc đẹp nhất thành phố Bogota. Hiện nay trên quảng trường này, người dân Bogota đang chuẩn bị một cuộc triển lãm hoa kiển có tính chất thường niên của Colombia và được sự giúp sức của các tình nguyện viên vốn là sinh viên của 10 trường đại học, và các trường đại học này vốn được xây dựng ngay ở trong trung tâm thành phố. Những sinh viên, thế hệ tương lai từ những mái trường đại học tráng lệ được xây dựng từ thời thuộc địa Tây Ban Nha đang góp phần quảng bá và phát triển cho nền kinh tế Colombia hôm nay. Các Sabana, tức vùng bình nguyên xung quanh thủ đô Bogota, với đất đai màu mỡ và ánh mặt trời ban ngày kéo dài 12 giờ đồng hồ, là vùng đất thuận lợi cho việc trồng hoa ở vùng Tây Bán Cầu này. Công nghiệp xuất khẩu hoa tươi của Colombia đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau gã khổng lồ Hà Lan. Kể từ năm 1965, khi lô hoa tươi đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ, cho đến nay, các loại hoa cẩm chướng, phong lan, hoa hồng, hoa cúc với nhãn hiệu Colombia đã chiếm lĩnh cả những thị trường xa ở châu Á như Nhật Bản. Nhờ vậy đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người ở Bogota. Bogota, Santa Fe de Bogota hay Athens của Mỹ Latin dân dân. Dù dưới bất cứ tên gọi nào thì thủ đô của Colombia vẫn là chính mình.
một thủ đô riêng cho mỗi người đến đây để rồi cảm nhận một tình yêu mà nó khơi dậy. Như buổi chia tay tình đầu và đêm cuối cùng của Bogota dường như kéo dài vô tận. Vượt qua những đỉnh núi phủ tuyết xuyên mây trên dãy Andes, đoàn làm phim chúng tôi đi vào đất nước Peru. Từ thủ đô Lima đi về thành phố Chiclayo, thủ phủ của bang Lambayeque, một trong những bang miền Tây Bắc Peru, cách Lima gần 900 km về hướng Bắc, với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với nông sản chính là mía đường và lúa gạo. Nhưng đó chưa phải là điểm dừng chính thức. Từ Chiclayo, chúng tôi lại vượt hơn 35 km về phía đông để tiếp tục cuộc hành trình khám phá về văn minh của các dân tộc sống bên sườn Tây dãy Andes, nơi thượng nguồn của con sông Amazon. Giờ đây, trên miền đất tưởng chừng không có sự sống này, một phát hiện về khảo cổ được đánh giá là quan trọng nhất trên thế giới trong hai thập niên cuối thế kỷ 20. Nơi mà chúng tôi chọn cho chuyến đi tìm về quá khứ trên đất nước Peru. Chính những phát hiện khảo cổ tại khu đất Bomanca này vào năm 1987 đã làm thay đổi quan niệm của giới nghiên cứu lẫn chuyên môn về buổi bình minh của lịch sử đất nước Peru nói riêng và lịch sử văn hóa Andes cùng lục địa Nam Mỹ nói chung. Đó chính là nền văn minh của người Moche, trải dài trong suốt 800 năm, từ những năm đầu công nguyên cho đến cuối thế kỷ thứ 7. Vùng đất mà hiện nay là bang Lambayeque này, 6.000 năm trước công nguyên đã có người sinh sống. Đến khoảng năm 3.000 đến năm 2.000 trước công nguyên, con người nơi đây đã biết dựng nhà, làm nông nghiệp và trồng được bông vải. Sau đó 1.000 năm, nền văn hóa Chavin xuất hiện và phát triển rực rỡ. Người Chavin bắt đầu xây đền thờ và có tín ngưỡng. Đến năm 100 trước công nguyên, văn hóa Chavin suy tàn, họ phân hóa thành các sắc dân Vicus và Salima, có lẽ chính là tiền thân của người Moche. Với các di chỉ còn nguyên vẹn khai quật được từ năm 1987 đã cho thấy, người Moche đã đạt tới một nền văn minh khá hoàn hảo. Họ sở hữu một trình độ cao về luyện kim, với các đồ trang sức bằng hợp kim đồng mạ vàng, cùng với các trang sức cành đá quý hết sức tinh xảo. Trung tâm quyền lực của người Moche là một kim tự tháp chóp cục khổng lồ bằng gạch bùn không nung. Qua 7 nền đất đào được, người ta phát hiện ra rằng với 800 năm tồn tại, sau mỗi 100 năm, người Moche chôn vùi các đền đài cũ và xây dựng mới lại toàn bộ những gì đã phá hủy. Chính tại đây, người ta đã tìm ra các lăng mộ của những người đứng đầu bộ tộc Moche. Từ hình thức chôn người chết nằm co về bên phải hay bên trái của hàng ngàn năm trước, cho đến hình thức chôn người chết nằm ngửa của người Chavin trên vùng đất Lambayeque này, người Moche đã kế thừa và tiến đến hình thức chôn theo người chết những vật tùy tán và cả những người bị buộc phải tuẫn tán theo bằng những hình thức vô cùng khủng khiếp do tín ngưỡng và quan niệm xã hội bấy giờ quy định. Và đây, thủ lĩnh của người Moche được biết đến dưới cái tên lãnh chúa Sipan thứ ba với trang phục hoàn chỉnh mà người ta khai quật được vào năm 1987. Từ chiếc vòng đeo mũi Narikera bằng vàng ròng cho đến những hoa tai khảm lam ngọc, cũng như quyền trượng bằng vàng khối chạm khắc tinh xảo, có đuôi là lưỡi dao hiến tế. Cùng với quần áo được nhuộm tới 5 màu khác biệt cho thấy những thành tựu về nghề thủ công của người Moche ngày ấy. Suốt 30 năm qua, giới chuyên môn của Peru nói riêng và trên thế giới nói chung vẫn chưa giải mã hết những gì mà họ cho là đã khám phá được về người Moche trên mảnh đất khô cằn của bang Lambayeque này. Đơn cử như những đồ gốm, người Moche đã biết làm ra khuôn để sản xuất hàng loạt. Bên cạnh đó, những viên gạch bùn không nung dùng cho xây dựng vẫn còn tồn tại được cho đến ngày nay.
800 năm dường như ngưng động trong không gian của bảo tàng Sipan Moche này. Thế nhưng, đó chỉ mới là khởi đầu của khám phá của đoàn làm phim chúng tôi trên đất nước Peru đậm sắc màu thần bí. Một lần nữa, chương trình Ký sự Amazon hân hạnh trả lời những lá thư mà quý khán giả đã ưu ái chuyển qua cho chúng tôi theo địa chỉ hotmail kisuamazon@gmail.com. Quý khán giả thân mến, tấm lòng của người dân Venezuela đối với đất nước Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu mà đoàn làm phim chúng tôi ghi lại trong phóng sự Amazon phần 35 Những người bạn Venezuela đã nhận được rất nhiều phản hồi từ quý khán giả. Đặc biệt là bài hát Inolvidable Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Ali Primera mà chúng tôi giới thiệu trong phóng sự này đã làm xúc động rất nhiều khán thính giả. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều yêu cầu của quý khán giả mong muốn có được bài hát này cùng với những góp ý riêng dành cho ký sự Amazon. Như thư của khán giả Châu Thanh Vũ có viết: "Tôi nghe và rất thích bài hát đó, do điều kiện nên tôi chỉ xem được một lần và không biết tên bài hát này. Ban biên tập chương trình có thể cung cấp tên và bài hát đó cho tôi được không?" Thư của khán giả Love For You ở địa chỉ lavender42nta@yahoo.com viết như sau: "Ở một đất nước xa xôi, có những người hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một huyền thoại, vì người vốn là bậc vĩ nhân không chỉ riêng của dân tộc Việt Nam mà của toàn thế giới. Chương trình cho biết thêm thông tin về bài hát và trang web để download bài hát này." Tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh. Indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Ho Chi Minh, era un poeta, el tío Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente, el tío Ho. ¿Quién se acostumbró a cantar las luchas del Vietnam? Hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Từ giã nhà trưng bày Sipan Moche, đoàn làm phim chúng tôi tìm đến khu vực khai quật những di chỉ kim tự tháp và mộ táng các triều đại vua Sipan. Chỉ có gió bụi đi về trong cái nắng hanh khô se lạnh giữa trời xanh và cát trắng quạnh hiu. Sau khi đặt chân đến thành phố Chilayo thuộc bang Lambaya phía bắc Peru, chúng tôi vượt hơn 30 km về hướng tây nam qua những cánh đồng mía bạc ngàn, một loại cây đặc trưng cho nền nông nghiệp vùng đất này. Chúng tôi đã đến đây. Đây, nhưng mà trái với những gì mà các bạn thấy thì nơi đây là một vùng hầu như không có mưa. Cơn mưa cuối cùng ở vùng đất này cách đây gần 10 năm, năm 1998. Và dân cư và nền nông nghiệp ở vùng đất này phải sống dựa vào các nguồn nước ngầm chảy xuống từ dãy Andes. Thế nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn trong chương trình này. Điều cuốn hút đoàn làm phim chúng tôi đến vùng đất này chính là một phát hiện khảo cổ cách đây hơn 20 năm, năm 1987, do nhà khảo cổ học người Peru Walter Alpa phát hiện. Sau nhiều năm nghiên cứu thì ông phát hiện rằng đây chính là nơi di chỉ các kiến trúc lăng mộ của các thủ lĩnh Sipan, thủ lĩnh của người da đỏ Moche. Nền văn hóa của họ phát triển từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Và tín ngưỡng của họ đã ảnh hưởng trải dài suốt lịch sử văn hóa của đất nước Peru. Nếu biết rằng khoảng trống lịch sử văn hóa gần 1.000 năm của Peru luôn làm bối rối giới trí thức và nghiên cứu văn hóa Nam Mỹ, thì giờ đây mới thấy tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của việc phát hiện khảo cổ này. Tất cả như minh chứng cho câu nói của Walter Alva gần 30 năm trước khi tìm ra lăng mộ của Sipan, thủ lĩnh người Moche. Đó là
tầm quan trọng của Sipan Moche đối với khoa học còn hơn cả giá trị của vàng được tìm thấy. Tuy nhiên, người tìm ra kho báu vô giá về hiện vật lẫn tinh thần bên trong thung lũng Rio Lambayeque, miền Tây Bắc Peru này, không ai khác hơn là những Huaqueto, kẻ cướp đào trộm mộ cổ. May thay, không như ở Pueblito, Colombia, chính quyền tại đây đã ra tay kịp thời và nhóm khảo cổ của Walter Alva nhanh chóng vào diệt. Và nhóm của ông đã mở ra được cánh cửa đi ngược thời gian vào thế giới của gần 2.000 năm trước, làm chấn động giới chuyên môn quốc tế. Dù dự án khai quật sẽ kết thúc vào năm 2010, nhưng khu di chỉ Sipan Moche ở Lambayeque này vẫn liên tục thu hoạch được những phát kiến hết sức quan trọng cho ngành khảo cổ học trên thế giới. Tôi phụ trách khai quật trên nền kim tự tháp, chính là nơi tôi và các bạn đang đứng, và cũng là nơi an táng của những người đứng đầu như là nhà vua Sipan, lãnh tụ của người Moche, hay các thầy tế cùng các chiến binh. Chúng tôi đã tìm được 13 khu mộ như vậy trong những năm qua. Mới đây, chúng tôi vừa khai quật thêm một mộ phần nữa, và nó có liên quan rất nhiều đến những ngôi mộ mà chúng tôi đã tìm thấy. Hiện chúng tôi bắt tay vào khu chấp bằng của kim tự tháp. Theo thời gian, với những công nghệ tiên tiến, chúng tôi sẽ khám phá được những gì còn bí ẩn bên trong lòng kim tự tháp bằng đất này. Và đây, những vật liệu cơ bản cấu thành nên những kim tự tháp của người Moche. Hầu hết, các công trình xây dựng của họ đều làm bằng thứ gạch này. Liệu kiểu gạch mộc của người Musca ở phía bắc Colombia sau này có liên quan ít nhiều gì đến loại gạch gần 2.000 năm trước của người Moche? Sự bền vững của loại gạch này phải chăng phần nào chính nhờ khí hậu khắc nghiệt nơi đây, với chu kỳ khoảng 10 năm mới có một trận mưa? Tất cả những di chỉ ở đây đều được xây bằng loại gạch này. Nó được làm từ bùn trộn với đá dăm và với vỏ sò, được đóng bằng khung tre và phơi khô. Những loại viên đá này thì được những người dân cống nạp cho thủ lĩnh của mình để xây những kiến trúc. Những ký hiệu ở trên những viên đá này chính là chữ ký của gia đình của họ. Và những viên đá này sau khi được khai quật đã được các nhà khảo cổ đánh số hết sức cẩn thận, cho thấy sự làm việc hết sức nghiêm túc ở nơi đây. Phải chăng đây là một hệ thống ký hiệu hay chữ viết của người Moche xưa hiện vẫn chưa giải mã được? Và trong những hầm mộ quy mô nằm sâu từ 15 đến 20 mét được lát bằng gạch bùn, các nhà khảo cổ đã tìm ra rất nhiều vật tùy táng có giá trị. Nó vừa cho biết địa vị của người được mai táng, đồng thời nó mang thông điệp về văn hóa của người Moche. Thời đại của nền văn minh Moche là một cột mốc quan trọng trong lịch sử Peru. Những ngôi mộ với những đồ tùy táng rất quý giá về mặt văn hóa lẫn giá trị vật chất, vì đa số chúng đều được làm bằng vàng, bạc hay đồng, hoặc có khảm châu báu ngọc lam. Tất cả đều có tính mỹ thuật rất cao. Ngoài ra, còn có nhiều đồ gốm vải sợi. Nhất là đồ gốm, nó thể hiện rất nhiều hoa văn và màu sắc khác nhau, rất hấp dẫn. Người Moche tin rằng con người có một cuộc sống khác ở thế giới bên kia, nên đồ tùy táng đối với họ là điều không thể thiếu. Tất cả mộ được chôn ở đây có niên đại trong khoảng thời gian 800 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, và chỉ dành riêng cho giai cấp quý tộc và tăng lữ. Riêng thường dân không được phép chôn ở đây, mà chỉ cho phép an táng ở các vùng phụ cận, mà chúng tôi chưa đủ khả năng tài chính để tiến hành tìm kiếm và khai quật. Đây chính là lăng mộ của vị vua Sipan đầu tiên do nhà khảo cổ học người Peru, Walter Alva, ông phát hiện vào năm 1998. Trên 500 hiện vật kim khí khai quật được từ năm 1987 ở trong tình trạng hư hại khá nặng đã được bảo tàng ở Mainz, nước Đức, Nhật phục chế lại. Trên cơ sở đó, năm 1995, những hiện vật này cùng phiên bản các mộ táng của các lãnh chúa Sipan, tăng lữ cùng các chiến binh đã được trưng bày qua 5 viện bảo tàng lớn của nước Mỹ, đã làm sửng sốt mọi người đến chiêm ngưỡng bởi sự quyến rũ của những báu vật cùng sự kinh hoàng trước cái chết khủng khiếp dành cho những người bị buộc phải chôn theo.
Hiện nay, trên khu khảo cổ này, các hầm mộ cũng đã được phục chế theo nguyên trạng khi được khai quật nhằm phục vụ cho tham quan, học tập của du khách. Đây chính là di chỉ được phát hiện đầu tiên của khu khảo cổ này, hầm mộ vua Siban đời thứ 3. Khi hoàng đế Siban, thủ lĩnh đế chế Moche vừa băng hà, thì hoàng hậu và quý phi phải tự tử để chết theo vua. Và họ đã bị chôn theo. Ngoài những đồ tùy tán theo vua như là vàng ngọc, thì xác của hoàng hậu được đặt dưới chân, xác của quý phi được đặt ở trên đầu. Hai bên là những chiến binh người Moche cũng bị giết theo. Và họ bị chặt chân để linh hồn của họ mãi mãi ở nơi đây canh giữ cho giấc ngủ của vị vua của họ. Ngoài ra còn có những đồ gốm, đặc biệt là những đồ gốm đen, một sản phẩm đặc trưng của nền văn hóa Moche. Đây chính là hố di chỉ được khai quật đầu tiên vào năm 1987, mộ của vị vua Siban đời thứ 3. Những hài cốt còn sót lại trong những hầm mộ khai quật đang được lưu giữ tại bảo tàng Siban tại Chiclayo. Hiện có ý kiến thử nghiệm ADN để tìm ra những hậu duệ của họ trên đất nước Peru này. Liệu có thành hiện thực không khi một ngày người ta tìm được dòng máu thất lạc của một dòng giống đã ngự trị nơi này từ hơn ngàn năm trước? Ngọn gió vẫn đuổi theo nhau qua lại nơi này. Đoàn làm phim chúng tôi đang đi trên con đường được sách kỷ lục Guinness xác nhận là con đường dành cho xe chạy dài nhất thế giới. Con đường xa lộ xuyên châu Mỹ, Pan America, dài 48.000 km, nối từ thành phố Fairbanks, bang Alaska, cực bắc của nước Mỹ, đến thủ đô Buenos Aires của Argentina, trải dài xuyên suốt trên 15 lãnh thổ và quốc gia châu Mỹ. Và con đường quốc lộ 1 của Peru nối từ phía nam Ecuador đến phía bắc Chile là một phần của xa lộ xuyên châu Mỹ này. Trên hành trình ngược về phía nam từ bang Lambayeque vào bang La Libertad, con đường quốc lộ như mặt sống duy nhất còn sót lại giữa hoang địa trải dài đến hút tầm chân mây. Dù đôi chỗ vẫn thấp thoáng những màu xanh cây lá được trồng từ dự án cải tạo phong thổ nơi này của chính phủ Peru vừa được thực hiện. Giờ đây, ngôi làng San Jose de Morro hẻo lánh nằm gần bờ sông Rio Chaman thuộc bang La Libertad, nơi với những di chỉ hết sức quan trọng, có tầm dốc, làm thay đổi toàn bộ quan niệm của giới nghiên cứu về vai trò lịch sử và vị trí xã hội của người phụ nữ bản địa trong suốt hơn 1.200 năm. Kể từ thời đại văn hóa của người Moche, trải qua văn hóa của người Lambayeque, cho đến thời đại của những người Chimu Inca, tức những đại diện cuối cùng của nền văn hóa bản địa Nam Mỹ. Tất cả bắt đầu từ năm 1991, khi dự án khảo cổ San Jose de Morro được triển khai dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Luis Jaime Castillo. Những khám phá và các di chỉ khai quật được nơi đây đã cho thấy, vùng đất này cũng là trung tâm tín ngưỡng, nơi thực hiện những nghi lễ quan trọng của người Moche không kém gì khu vực mộ táng kim tự tháp, trung tâm quyền lực của các Siban, thủ lĩnh người Moche ở Lambayeque mà chúng tôi vừa đi qua. Theo kết luận của giới chuyên môn, trong khoảng 800 năm tồn tại và phát triển, người Moche đã làm chủ dải đất dài gần 1.000 km phía tây dãy Andes, ở ven bờ Thái Bình Dương. Kế thừa văn hóa Chavin mà chủ yếu từ hai tộc người Vicus và Salama, người Moche đã phát triển hết sức mạnh mẽ về kiến trúc xây dựng đền đài phục vụ cho tín ngưỡng tâm linh. Với sự phụng thờ thần tối cao là Ayzapac, người Moche đã hiến tế cho thần Ayzapac những tinh hoa quý báu nhất của dân tộc mình, đó là các chiến binh, phụ nữ và lama, loài lạc đà không bướu, một sinh vật độc đáo của miền Nam Mỹ, biểu tượng cho vòng sinh tử bất diệt. Những người bị hiến tế sẽ bị giết do chính tay thầy tế. Máu của họ được đựng vào trong cốc vàng dâng cho Siban, thủ lĩnh người Moche,
và sau đó là thuộc hạ, họ sẽ cùng uống cốc máu đó như một tặng vật của thần Ayyappan ban cho. Sau 800 năm nền văn hóa Moche suy tàn trong sự bất lực của thần Ayyappan, thế nhưng hình tượng của Ayyappan qua ba linh vật chim condor, thần ưng, báo jaguar và rắn vẫn tiếp tục ảnh hưởng lên toàn bộ văn hóa Andes cho tới ngày nay. Hiện nay, dự án San Jose de Morro với những thành công về khảo cổ của nó đã thu hút hơn 30 sinh viên ngành khảo cổ từ các nước Anh, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha cùng với người dân địa phương tham gia khai quật, thu thập dữ liệu và bảo tồn tại khu vực này. Ngoài các di cốt và hiện vật được chuyển về lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ ở thủ đô Lima, những nền hầm mộ còn lại sau cuộc khai quật vẫn được giữ gìn hết sức cẩn thận. Dự án khảo cổ do Trường Đại học Pontificia của Peru làm chủ này vẫn tiếp tục phát hiện ra hơn 400 hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ 15 sau công nguyên tại đây, chứng minh tầm quan trọng của mảnh đất San Jose de Morro này qua suốt 1.200 năm thuộc các nền văn minh Moche, Lambayeque, Chimú và Inca. Tuy nhiên, phải làm nên tên tuổi cho San Jose de Morro như đã nói chính là ở nơi đây. Qua khám phá tại nơi khai quật các di chỉ này đã khẳng định được vị thế xã hội và vai trò lịch sử của người phụ nữ trong thời đại Moche. Đây cũng chính là điều cuốn hút đoàn làm phim chúng tôi khi tìm đến vùng đất khô cằn này. Bên các bản sao bức họa thu được từ vắt các hầm mộ, chúng tôi không khỏi kinh ngạc trước sức tưởng tượng vô cùng phong phú cùng niềm tin của người Moche vào tín ngưỡng của họ. Trong các di chỉ khai quật lăng mộ của các vua Siban thì vai trò của người phụ nữ trong xã hội Moche hầu như không được biết rõ ràng lắm. Hầu như họ chỉ nằm trong các nghi thức bị hiến tế như hoàng hậu và các thứ phi. Đây là một bức tranh được in trên gốm của người Moche được khai quật năm 1991. Hình ảnh con rắn nằm ngang, một trong những linh vật của người Moche, tượng trưng cho thượng đế của họ, thì chia ra là xã hội người Moche thành hai thành phần. Đây là tầng lớp trên với vua và nam tư tế, còn đây chính là nữ tư tế với những lọn tóc dài và cũng cầm ly uống máu và tham gia vào các nghi thức hiến tế tương đương với những nam trưởng tế và đứng ngang với vua của người Moche. Bí mật về thời gian của những cuộc hiến tế thì những nhà khảo cổ vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, người ta có thể xác định được trong một cuộc hiến tế có thể tới 40 người bị giết. Là hiện trạng của một khu mộ của nữ tư tế được khai quật. Xác bà ta được ướp và được đặt giữa hai quyền trượng, chứng tỏ vị trí xã hội rất cao của bà ta trong xã hội người Moche. Trong mộ bà ta còn có những cái vương miện khắc hình báo jaguar, một trong ba linh vật tượng trưng cho thượng đế của người Moche. Trên xác ướp bà ta, trên da vẫn còn giữ lại những vết săn về hình rắn và nhện, những con vật báo hiệu cho tượng trưng cho sự mùa màng thay đổi của người Moche. Thật may mắn cho đoàn làm phim chúng tôi khi luôn có mặt nữ tiến sĩ Marisa Bada. Bằng uy tín cá nhân của mình, chị đã giúp chúng tôi tiếp cận được khu mộ táng nữ tư tế Moche mà Luisa Isme Castillo phát hiện vào năm 1991, làm thay đổi toàn bộ quan niệm về vị trí nữ giới trong xã hội Moche. Đây là ngôi mộ được xác định niên đại vào khoảng năm 750 đến năm 800 sau công nguyên của người đàn bà Moche đầy quyền lực này với những gì chôn theo bà ta. Ngoài những vàng bạc châu báu trang sức, những đồ gốm với các hoa văn, màu sắc đặc trưng là chiếc ly vàng đựng máu các nạn nhân bị hiến tế đã được tìm thấy bên di cốt của người đàn bà khoảng 40 tuổi và cao chỉ 1,5 m này. Nhưng quan trọng hơn hết, dưới chân bà ta là di cốt của hai người con gái bị giết và chặt chân để chôn theo nữ tư tế này. Cho dù thế nào, sự bình quyền nam nữ trong xã hội Moche đã cho thấy cách đây gần 2.000 năm, tổ tiên người Peru đã có một tư tưởng hết sức tiến bộ, điều mà phụ nữ nhiều nơi trên thế giới vẫn phải tranh đấu cho tới tận ngày nay.
sa mạc, miền đất như là biểu tượng cho cõi chết, nhưng ở đó vẫn toát lên vẻ quyến rũ kỳ bí đối với con người thích khám phá. Nguy nga dưới lòng sa mạc bang La Liberta, một quần thể kiến trúc có tuổi đời hơn ngàn năm trước kiêu hãnh, mang tên tinh cầu, đã đem lại sự sống cho hành tinh này, kim tự tháp, mặt trời, mặt trăng. Cách 8 km về phía nam thành phố cổ Trujillo, thủ phủ bang La Liberta, tòa kim tự tháp mặt trời này chính là trung tâm quyền lực chính trị của người Moche. Trong 800 năm tồn tại của mình, người Moche đã từng phân chia lãnh thổ trải dài trên dưới 1.000 km dọc bờ biển phía bắc Peru của mình thành nhiều vùng tự trị như Lambayeque, Casma, Nepena, v.v. Mà vùng Chicama với tòa kim tự tháp mặt trời này là một ví dụ điển hình. Vẫn chính là những viên gạch bùng quen thuộc, các chuyên gia ước lượng có hơn 100 triệu viên xây dựng nên công trình kim tự tháp cao 35m, dài tới 345m và rộng tới 120m. Với tàn tích này, người Moche đã chứng minh cho con người hiện đại về đỉnh cao của nghệ thuật xây dựng mà họ sở hữu gần 2.000 năm trước. Và từ hướng nhìn về ngọn núi Cerro Blanco cách đó 500m, tòa kim tự tháp mặt trăng như nét cọ bay bổng cuối cùng, hoàn chỉnh cho bức tranh huyền diệu nơi đây. Trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, nhà khảo cổ Santiago Uceda Castillo và Ricardo Morales Gaceara đã phụ trách dự án khảo sát và phục chế tòa kim tự tháp mặt trăng. Mục đích của dự án này không hề mang tính thương mại, mà chỉ chuyên về nghiên cứu và phục vụ cho học tập nhằm hoàn chỉnh diện mạo của một nền văn hóa xã hội người Moche, một hình thái xã hội tiêu biểu cho miền Bắc Peru ngày ấy. Dưới sự bảo trợ và ủng hộ tuyệt đối của rất nhiều cá nhân và đơn vị, từ chính quyền đến các tổ chức từ thiện như Hội đồng thành phố Trujillo hay Parkers for Undian v.v. Cùng sự góp sức về chuyên môn của ngành khoa học xã hội Trường Đại học Quốc gia Trujillo, tổ chức bảo trợ xã hội Huacas del Valle de Moche. Trong suốt 13 năm, dự án khảo sát và phục chế kim tự tháp mặt trăng đã lý giải xong những bí ẩn của khu di tích rộng tới 60 hectare này, góp phần khắc họa nên sự hình thành văn hóa của bang La Liberta nói riêng và văn minh Andes nói chung. Chúng tôi đang có mặt tại một trong những di chỉ khảo cổ nổi tiếng của đất nước Peru. Đây là những kiến trúc thuộc thời đại văn hóa của người Moche, thuộc thời đại Siban hùng mạnh vào những năm đầu công nguyên. Chỉ với những nguyên vật liệu hết sức thô sơ như là gạch, bùn, họ đã xây dựng nên những đền đài mà sự tồn tại của nó đã trải qua hàng ngàn năm. Cùng với những màu sắc lấy từ tự nhiên, những họa tiết trang trí hết sức đơn giản, người Moche đã nói lên đầy đủ quan niệm của mình về vũ trụ, về nhân sinh, về tín ngưỡng, đời sống tâm linh, đời sống thường nhật hàng ngày, v.v. Và chính điều này đã thu hút rất nhiều du khách khi đến đây. Ngọn núi Cerro Blanco nằm giữa sa mạc như chỗ dựa vững chắc cho người Moche dựng nên tòa kim tự tháp mặt trăng làm trung tâm tín ngưỡng. Chính tại nơi đây, những phát hiện từ năm 1995 với hài cốt của 40 chiến binh Moche nằm rải rác trong tư thế bị giết để hiến tế và chôn vùi trong những lớp đất sụp lở đã làm sáng tỏ sự sụp đổ của đế chế Moche. Những năm cuối thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, hiện tượng El Nino bất thường đã gieo những trận mưa không dứt suốt nhiều ngày, phá hủy toàn bộ hệ thống thủy lợi vùng này. Hốt hoảng, người Moche đã làm một cuộc hiến tế tại đây cho thần Ayzabat, thượng đế của mình, mong cứu vãn tai họa. Càng giết các chiến binh hiến tế, trời càng mưa lớn và một phần ngôi đền đã sụp đổ ngay trong buổi lễ. Quá thất vọng, người Moche không còn tin vào thần Ayzabat lẫn quyền lực của các Sipan. Và từ đấy, nền tảng văn hóa bị lung lay đến tận gốc, xã hội Moche tan rã nhanh chóng. Kim tự tháp mặt trăng và kim tự tháp mặt trời nằm dưới chân núi Cerro Blanco, nằm gọn trong thung lũng Moche và chỉ cách Thái Bình Dương 6 km.
Theo các nhà hoạch định và những nhà khảo cổ thì người Moche đã tiếp cận được một trong những vị trí chiến lược nhất nhằm giúp họ khai phá hoang mạc bằng một hệ thống thủy lợi hết sức phức tạp, giúp cho họ có một nền nông nghiệp phát triển chưa từng có. Để thấy rõ hơn cái vị trí chiến lược này cùng để thấy toàn cảnh kim tự tháp mặt trời, mời các bạn hãy cùng tôi lên điểm cao nhất của kim tự tháp mặt trăng. Bên trong kim tự tháp này, qua những lớp khai quật cho thấy có sự nhất quán về kiến trúc của người Moche. Đó là cứ sau 100 năm, người Moche chôn vùi những kiến trúc cũ và xây dựng mới lại hoàn toàn hệt như kim tự tháp ở Lambayeque. Thế nhưng, tại đây những lớp phù điêu qua từng thời kỳ của gần 2.000 năm trước còn đầy đủ đường nét lẫn sắc màu nguyên thủy của nó, đã làm bàng hoàng giới chuyên môn lẫn du khách. Ở đây, thần Ayapac thể hiện dưới gương mặt đã được nhân hóa của báo Jaguar với hoa văn hình rắn bao phủ xung quanh và điểm thêm các họa tiết chim condor. Thông thường, Ayapac thường được thể hiện dưới ba hình thức: chim condor, thần ưng của dãy Andes, tượng trưng cho cõi không gian vô tận; báo Jaguar, loài săn mồi của rừng rậm, tượng trưng cho miền nhân gian hiện hữu; và rắn độc, kẻ gieo cái chết bất ngờ, tượng trưng cho cõi âm. Và đó cũng chính là quyền lực tuyệt đối của Ayapac bao trùm ba cõi theo quan niệm về vũ trụ của người Moche. Thế nhưng, tín ngưỡng của người Moche không phải là tín ngưỡng độc thần như các dân tộc ở Trung Cận Đông và Ả Rập. Trên các họa tiết trang trí cho thấy, họ còn thờ phụng rất nhiều những vị thần khác. Bên cạnh những hình ảnh về sinh hoạt trong đời sống thường nhật trong xã hội Moche, được miêu tả tỉ mỉ trên những sản phẩm thủ công đạt đến mức nghệ thuật cao. Với những hoa văn màu sắc lấy từ tự nhiên được phối hài hòa với nhau trên các phù điêu đã hấp dẫn du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoặc như nếu bạn biết rằng người Moche đã sở hữu được cách mạ vàng trên kim loại bằng phương pháp mạ hóa điện, một kỹ thuật mà mãi đến khoảng thế kỷ 18-19 người châu Âu mới thực hiện được, thì mới biết người Moche đã phát triển đến mức độ như thế nào. Vậy mà giờ đây chỉ còn là những thành lũy hoang tàn, những đền đài đổ nát, mà ngay cả đến tên gọi cũng xuất phát từ sự lạc điệu nhầm lẫn của người đời. Phải chăng đó là trò chơi của tạo hóa? Khi nói tới kim tự tháp, người ta liên tưởng ngay đến những kiến trúc cao lớn mang tính vĩnh hằng được xây bằng đá ở Ai Cập hay ở Trung Bắc Mỹ thuộc nền văn hóa Maya. Thế nhưng cái tên kim tự tháp mặt trăng và mặt trời ở Peru này lại xuất phát từ sự ngộ nhận của người Tây Ban Nha. Thực chất, tòa kim tự tháp mặt trời như chúng tôi đã nói được xây dựng bằng gạch bùn, chỉ là nơi ở và làm việc của các vua người Moche. Khi người Tây Ban Nha đến cướp phá vùng này, họ đã tìm thấy trên nóc đỉnh tháp một chiếc đĩa bằng vàng rất lớn và họ lầm tưởng đó chính là biểu tượng mặt trời của người Inca và họ gọi đó là kim tự tháp mặt trời. Và để đối lập lại cái tòa tháp này, họ gọi đây là kim tự tháp mặt trăng. Nhưng thực chất, kim tự tháp mặt trăng này chính là nơi thờ phụng vị thần tối cao của người Moche, vị thần Ayapac. Sa mạc, miền đất tưởng chừng như là biểu tượng cho cõi chết, nhưng ở đó vẫn toát lên sự quyến rũ kỳ bí đối với con người. Phải chăng sa mạc chứa trong lòng nó một bí ẩn nào của cội nguồn sự sống? Trujillo, thủ phủ của bang La Libertad, một ốc đảo thần tiên như một ảo ảnh bền bồng ẩn hiện bởi không khí lễ hội, đan quyện với khung cảnh mộng huyễn của
trong mắt những kẻ trôi dạt giữa hoang mạc lâu ngày như chúng tôi. Chỉ cách vài dặm đường mà con người dường như đã ở trong một thế giới khác, đắm chìm giữa những vết dấu của quá khứ trong nhiều ngày qua. Trujillo, với những con người tràn đầy nhựa sống của nó như một liều thuốc cực mạnh, làm thức tỉnh chúng tôi về một hiện tại rực rỡ sắc màu, cùng một tình yêu cuộc sống tươi mới đang chờ đợi. Đường bệ giữa trung tâm thành phố là tượng đài quốc gia kỷ niệm 50 năm Trujillo giành được độc lập, 8 tháng trước khi Peru tuyên bố độc lập hoàn toàn vào ngày 28 tháng 7 năm 1921. Với hình tượng một chàng trai cầm ngọn đuốc lao đi như muốn soi sáng những miền đất còn nằm trong đêm tối, mang thấp thoáng hình bóng của một Prometheus huyền thoại. Thành phố Trujillo tự hào là người đi trước cho một viễn tượng tương lai đầy hứa hẹn. Cho đến nay, dưới những chân dung đậm nét trần lao của tượng đài này là chốn dừng chân thú vị của người dân thành phố Trujillo, thủ phủ của một trong những vùng đất sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất Peru. Với gần 700.000 dân, Trujillo vẫn còn giàu tiềm năng và cơ hội phát triển. Và tất cả nét thanh lịch của Trujillo lại như một cơn gió thoảng qua trong thoáng chốc trên bước hành trình của đoàn làm phim chúng tôi. Trên con đường xuôi về phía nam, những hoang mạc khô cằn nắng cháy mà hun hút gió hanh hao tiếp tục gợi cho chúng tôi những giấc mơ về những ngày cũ, với những chiều dông thuyền trên sông Rio Negro giữa bạt ngàn cây lá. Thế nhưng, con đường đi nào cũng có những ngã rẽ bất ngờ. Không thể không nói tới Max Uhle và Julio César Tejo, hai nhà khảo cổ học với công trình khám phá và khai quật nền văn hóa của người Sechin cách đây 4.000 năm trước. Từ những phát hiện những hình chạm khắc bí ẩn trên những sườn núi đá vùng Area Sechin vào năm 1937, Max Uhle đã được lưu danh trong lịch sử khảo cổ thế giới. Tất cả các di chỉ mà Max Uhle thu thập được 42 năm sau khi ông mất đã được lưu tại bảo tàng xây dựng vào năm 1986 bên con đường đi vào Andes. Đây là những gì còn sót lại của một đô thành 10.000 mét vuông được xây dựng vào khoảng năm 1800 trước công nguyên tại vùng núi Area Sechin này. Cái tên mà Max Uhle đã gắn cho nền văn minh ông phát hiện, cùng các phù điêu với những linh vật còn nguyên vẹn sắc màu nằm rải rác ở các vùng Mojave hay Pampa de Yamas, chân dung một nền văn hóa thuộc hàng cổ xưa nhất Andes bước đầu được tái hiện. Thống nhất rồi lại phân chia, người Sechin đã tách ra để tạo lập ở các nơi khác như Anto hay Chanquillo từ những năm 1400 trước công nguyên, nhưng vẫn giữ lại một hình ảnh totem chung là báo Puma, để rồi biến mất không dấu vết. Mang nặng những suy tư thăng trầm thịnh suy của lịch sử, chuyến xe đưa đoàn làm phim chúng tôi rẽ về phía đông, bắt đầu chặng đường đi vào dãy núi Andes. Kể từ khi bén duyên ở Colombia, Andes với chúng tôi không quá xa lạ, nhưng cũng không mấy gần gũi. Nhưng hôm nay, trên con đường tìm tới Huaraz, trung tâm của Andes ở Peru, nơi có ngọn núi cao nhất đất nước này, Andes đã cho chúng tôi nếm ngay những thử thách bước đầu trên con đường tìm đến nhau. Những quanh co khúc khuỷu, những chặng dốc bụi mờ,
con đường đèo gầy rộc vượt dốc Tây Andes cằn cỗi xám mờ. Có lúc tưởng chừng chỉ còn chúng tôi lạc loài giữa hoang sơn này. Nhưng đến khi gặp gỡ những chuyến xe ngược đường thì niềm vui đã bị nỗi e ngại san lấp khi hai xe phải nhường nhau từng chút trên lối đi quá hẹp bởi một bên thăm thẳm vực sâu. Trong cái lạnh bắt đầu se sắt, chúng tôi như tìm thấy những ngọn lửa than hồng từ nụ cười của những người sơn nữ đứng mời gọi dừng bước bên một ngôi làng nằm bên triền núi Andes. Nếu ai đó có thể đi ngược trở về quá khứ, đảo bước được thời gian, thì chúng tôi xin một lần nữa theo về ngôi làng Anino của người Airama ở bên sườn núi hắt hiu gió lạnh trong chiều Andes. Làm sao quên được những con người chất phác hùng hậu với những giai điệu giản dị kéo dài như bất tận với những bước nhảy mộc mạc mà mê say. Chúng tôi trong thoáng chốc đã tin rằng những đào nguyên hay thiên thai thuở trước với lưu thần Nguyễn Triệu của những ngày xa xưa lạc bước đến quên về trong huyền thoại cũ là có thật. Theo thống kê, tổng dân số Peru khoảng 26 triệu người, thì sắc dân Airama chỉ chiếm khoảng gần 6%. Là một dân tộc thiểu số, nhưng người Airama có tiếng nói và văn hóa riêng của mình, như lễ hội mà họ đang tổ chức. Dù tất cả nhạc khí được dùng đều xuất xứ từ châu Âu, nhưng hồn phách của giai điệu với những bước nhảy nhẹ nhàng, giản dị, phù hợp với cách sinh sống trong vùng không khí loãng ở độ cao, tâm hồn của người Airama vẫn tinh khôi cùng năm tháng. Và rồi, chúng tôi cũng lao vào cuộc vui giữa những lời mời gọi. Có gì phải câu nệ, có gì phải đắn đo, vì những bước nhảy chưa từng biết. Chỉ có tấm lòng rộng mở là xóa nhòa đi những rào cản vô hình và vô lý nhất. Hôm nay, chúng tôi làm lễ hội dành cho bọn trẻ làng Anino này. Làng chúng tôi nhỏ lắm, chỉ có 40 người thôi. Lễ hội bắt đầu từ hôm qua kia. Đội nhạc này có tên là Petros Santana ở tận Dan Chunza. Họ đều là những nhạc công lành nghề đến đây giúp vui. Tiếc quá, lễ hội dành cho bọn trẻ này thú vị lắm, vui lắm. Nhất là sự có mặt bất ngờ của các anh. Nhưng lễ hội sẽ kết thúc vào một lát nữa thôi. Hãy đến đây chơi với chúng tôi nếu có dịp. Hẹn gặp lại vào năm sau nhé. Hẹn gặp lại vào năm sau. Đời người có được mấy lần hẹn năm sau? Tạm biệt những người Airama. Người phương Đông chúng tôi có câu bèo nước gặp nhau. Trong một chiều nơi núi đồi Andes, dòng nước tạo hóa vô tình xô đẩy, làm cho chúng ta trở thành những cánh bèo tuyệt vời nhất mà cuộc đời này có được. Buổi bình minh Andes trước cánh cửa phòng trọ đã làm cho chúng tôi vẫn ngỡ mình còn đang mộng du sau giấc ngủ muộn của chuyến hành trình tìm đến Huaraz vào lúc nửa đêm. Huaraz, thành phố nằm trong thung lũng Callejón de Huilas, được Alonso de Santoyo khám phá vào năm 1574.
với dân số hiện nay hơn 100.000 người. Huaraz hiện là thủ phủ của bang Ancash. Trên những phố núi, sinh hoạt của người dân Huaraz như vẫn còn gắn liền với một quá khứ xa mờ. Men theo con đường ven sông Santa, đoàn làm phim chúng tôi tiếp tục tìm theo hình ảnh giấc mơ của buổi ban mai còn chưa phai dấu. Cordillera Blanca là đây, dãy núi làm nên danh tiếng cho Huaraz, thiên đường du lịch mạo hiểm của Peru. Nét tráng lệ và hùng vĩ của nó thu hút hàng trăm ngàn du khách ở các nước thuộc Bắc Bán Cầu đổ về đây nghỉ hè hàng năm. Nhà thờ Campo Santo Dungay này như một dấu lặng cho bản tụng ca vẻ đẹp hùng vĩ của Cordillera Blanca trong lòng Andes. Với những tiếng chuông, ngôi nhà thờ ru giấc ngủ ngàn thu cho hàng ngàn người bất hạnh yên nghỉ trong nghĩa trang bên đồi. Ngày 31 tháng 5 năm 1970, dưới núi Cordillera Blanca chuyển mình, trận động đất được ghi nhận tới 7 độ Richter này đã làm sụp lở núi tuyết cùng hàng trăm ngàn tấn đất đá với những hồ chứa nước trên núi, tạo nên một cơn lũ bùn kinh hoàng cuốn theo chiều dốc dựng đứng của Cordillera Blanca phủ chụp xuống thị trấn Dungay. 30.000 con người đang sinh sống và hiện diện dưới chân núi này với tất cả vui buồn của kiếp người, bỗng chốc dường như chưa hề tồn tại. Thảm họa khủng khiếp này còn làm chết hơn 10.000 người ở Huaraz, sống cách đó 5 km. Những dấu tích của sự kiện bi thảm ngày ấy vẫn còn ngơ ngác bóng dáng bên lưng chừng triền núi cho đến tận ngày hôm nay. Như tự vấn, tại sao giữa trời xanh mây trắng lại có một làng chết cách nay đã gần 4 thập kỷ? Gỗ đá có buồn không? Lời thơ của cố nhà thơ Ngô Kha bên kia nửa dòng trái đất nơi quê nhà bỗng bồng bềnh tái hiện nơi núi đồi Nam Mỹ này. Cuộc sống vẫn tiếp nối như một lẽ thường hằng. Cảnh yên bình của những đàn gia súc rải rác đó đây bên cánh đồng khe nước luôn gợi mở về giấc mơ đầm ấm nhỏ nhoi nhất mà con người luôn mong mỏi từ thuở bình minh nhân loại. Bắp, loại cây lương thực chính của người dân bản địa Nam Mỹ. Nơi xóm nhỏ bên dốc đèo này, người dân đang chế biến bắp vừa thu hoạch thành lương thực sử dụng hàng ngày. Bắp được họ tách hạt, ngâm rửa nhiều lần rồi cho vào nồi luộc lên. Sau đó họ đem phơi khô. Khi ăn, họ nấu lại rồi dùng thay cơm. Theo các khảo cứu mới nhất, bắp được trồng đầu tiên tại Mexico hơn 7.000 năm trước và qua những phát hiện tại thung lũng Cotahuasi ở Peru thì người dân Andes cũng đã trồng trọt và sử dụng bắp làm thực phẩm cách đây 4.000 năm. Mặc dù thừa hưởng một trong những nền nông nghiệp cổ xưa nhất thế giới, nhưng hiện nay, đa số dân bản địa vẫn duy trì những phương thức canh tác xưa cũ và sinh hoạt trong những mái nhà tròn đã được truyền lại từ bao đời để chở che từng thế hệ nông dân sinh sống bên chân dãy núi Cordillera Blanco này. Tiếp tục cuộc hành trình, đoàn làm phim chúng tôi men theo chặng đường đèo tiến sâu vào lòng Andes. Những chuyến xe tấp nập đưa du khách ra vào trên nhiều cung đường để tham quan thắng cảnh nơi đây cũng đủ nói lên sức hấp dẫn của Andes đang đợi chờ ở phía trước, nơi với công viên quốc gia Huascarán đã được UNESCO công nhận là di sản tự nhiên của thế giới. Trong chuyến hành trình xuyên Nam Mỹ lần này, đoàn làm phim chúng tôi khá là vất vả, nhưng có lẽ cũng là những con người khá là hạnh phúc. Vì sau khi khảo sát dòng sông vĩ đại nhất thế giới, dòng sông Amazon, thì hiện bây giờ đoàn làm phim chúng tôi đang đứng trên dãy núi dài nhất thế giới, dãy núi Andes. Đây là nơi phát nguồn của dòng sông huyền thoại Amazon cùng các chi lưu của nó, và cũng là cái nôi của các nền văn hóa thuộc các chủng tộc da đỏ mà người ta gọi chung là nền văn minh Andes. Với chiều dài 9.000 km, rộng 500 km và có độ cao trung bình là 4.000 m,
Dãy Andes chạy dọc suốt bờ Tây lục địa Nam Mỹ và chạy xuyên qua các quốc gia như Argentina, Chile, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela và Ecuador. Chúng tôi đang ở độ cao gần 4.000 mét. Trước mặt chúng tôi là đỉnh núi cao nhất Peru cũng thuộc dãy Andes, đó là đỉnh núi Huacara với độ cao 6.768 mét, quanh năm tuyết phủ. Thế nhưng nó không phải là đỉnh núi cao nhất của dãy Andes. Danh hiệu này thuộc về đỉnh núi Aconcagua nằm gần biên giới Argentina và Chile với độ cao 6.960 mét. Với độ cao trên dưới gần 4.000 mét, cây cỏ hoa lá nơi đây mang một vẻ đẹp sâu kín mà lộng lẫy của những loài thanh thoát dịu kỳ, chưa từng để bóng dáng của mình soi vào những con mắt trần gian bụi bặm. Và còn nữa, còn cả những tiếng hát hư linh xa vời của khe suối đâu đây. Những loài thú quý hiếm của vườn quốc gia Huascarán chỉ để lại bóng hình trên những bảng chỉ dẫn trong sự luyến tiếc của du khách khi đến đây. Dòng nước xanh biếc bên vách núi Guaidon như lời mời gọi đồng vọng tới từ thăm thẳm lòng núi. Chúng tôi như trôi đi trong một không gian huyền bí, từ trong tận cùng của hoang vu với những bãi bờ ngỡ như tìm kiếm cả đời vẫn chưa bắt gặp, hay bên làn nước dưới lòng ngọn núi một truyền thuyết về tình yêu bất chợt ngân lên làm sao động cả khung trời Andes. Chúng tôi đang đứng tại một trong những thung lũng của dãy Andes, nơi phát tích của dòng sông huyền thoại Amazon và rất nhiều chi lưu của nó. Đây là hồ Atcocochan, nghĩa là hồ chàng trai, và bên kia ngách núi là hồ Chinacochan, nghĩa là hồ cô gái. Câu chuyện bắt nguồn từ hai bộ tộc sống ở sườn đông và tây của dãy núi Andes này. Con trai và con gái của hai tộc trưởng này yêu nhau, nhưng họ bị sự ngăn cấm của cả hai bộ lạc. Nhưng họ vẫn tìm đến nhau và chết trong giá rét tại đây. Nước mắt của họ đã chảy thành hai chiếc hồ này. Một câu chuyện khá là lãng mạn giữa không gian núi rừng lạnh lẽo của du khách khi đến đây. Dòng nước mắt của huyền thoại ngày nào, may mắn thay, vẫn còn tồn tại nguyên vẹn qua cơn động đất kinh hoàng năm 1970. Giờ đây, cả hai hồ Chinacocha và Aconcagua đã trở thành thắng cảnh tuyệt vời cho những du khách mơ mộng thả thuyền bồng bềnh theo con nước. Thế đó, chỉ một lát cắt nhỏ của Andes thôi mà đã có biết bao nhiêu biến ảo cùng thăng trầm như bóng mây qua đầu ngọn núi. Theo dọc chiều dài bang La Libertad xuôi về hướng nam, những đồn điền hai bên đường vẫn xanh tươi dưới bầu trời, tưởng chừng như đã mãi mãi lãng quên những cơn mưa theo mùa trên miền Tây Peru này. Hệ thống tưới tiêu cho nền nông nghiệp nơi đây lấy nước từ nguồn trên dãy Andes đổ theo triền dốc về phía Tây, mà 2.000 năm trước, người Moche đã từng thực hiện, đã gần như vô hiệu hóa khí hậu khô cằn do hiệu ứng của dòng hải lưu Humboldt chảy ở phía Tây Nam Mỹ tác động lên vùng đất bên bờ Thái Bình Dương này. Và bên niềm hạnh phúc đơn sơ của đôi vợ chồng quê người Quechua trên đường thiên lý, đoàn làm phim chúng tôi đã may mắn tiếp cận được một phương thức làm gạch bùn còn phảng phất dấu vết theo cách làm gạch cổ xưa mà người Moche rồi Lambayeque cho đến người Chimú
trong suốt hơn 1.300 năm đã tạo nên những kỳ quan mà tưởng chừng như có một bàn tay từ thế giới nào đó lưu lại trên vùng hoang mạc xa thẳm này. Cũng chỉ là đất bùn, cỏ rơm nhào trộn cho dẻ ra và cho vào khuôn với những lớp cát khô áo lại. Sau đó, nắng và gió trời của miền đất nằm giữa dãy núi dài nhất thế giới và đại dương rộng nhất thế giới này sẽ hoàn thành nốt công đoạn tiếp theo. Những viên gạch thành phẩm được đưa vào xây dựng cho các công trình dân dụng này được kết nối với nhau không phải bằng xi măng. Tất cả cũng chỉ bằng bùn nhão hoặc hiếm hoi được trát bằng thạch cao. Chân dung của những kỳ quan ngàn năm xưa cũ quanh đây thấp thoáng hiện về. Và đây, cách thị trấn La Esperanza của bang La Libertad 25 km, đoàn làm phim chúng tôi ngỡ ngàng đứng trước một trong những kỳ quan từ những viên gạch ấy, Huaca del Arco, đền thờ cầu vồng của nền văn minh Chimú cách đây gần 700 năm. Văn minh Moche của những lãnh chúa Sipan sau 800 năm hưng thịnh bước vào thời kỳ suy thoái đầu thế kỷ thứ 8 sau công nguyên và có cùng lại ở phía bắc Peru thêm 600 năm nữa. Những vùng ở miền nam Lambayeque nhân đó thoát khỏi ảnh hưởng đế chế Moche. Đến thế kỷ thứ 9, người Chimú trở nên hùng mạnh và phát triển thành một đế quốc với thủ đô Chan Chan cùng những thành phố lớn ra đời cho đến giữa thế kỷ 15. Mà ngôi đền cầu vồng này là một tàn tích văn hóa tiêu biểu cho nền văn minh này. Người Chimú tập trung sống tại các thung lũng từ sông Tumbes tới vùng đất hiện là thủ đô Lima. Họ sống chủ yếu dựa vào đánh cá và bắt đầu manh nha về buôn bán thương mại, nhưng họ vẫn coi nông nghiệp là quan trọng nhất. Những du khách đến với ngôi đền Huaca del Arco này không khỏi kinh ngạc trước tầm dốc của nó. Di tích hiện hữu dài 45m, rộng 35m và chỗ cao nhất của ngôi đền là đàn tế cao đến 15m. Đó là chưa kể hai dòng tường đất cao trên 5m với hàng loạt phù điêu được phủ sơn vàng đã phai tàn theo năm tháng. Khi nền văn hóa Chimú suy tàn dưới sự tấn công quân sự của đế quốc Inca, Huaca del Arco đã bị bỏ hoang phế suốt hơn 600 năm. Mãi đến năm 1954, Richard Sidan mới phát hiện lại ngôi đền đã bị chôn vùi trong gió cát hoang mạc La Libertad. Nhờ vậy mà một số những phù điêu ở Huaca del Arco này vẫn còn nguyên vẹn và cũng chính từ đây người ta đã giải mã được tín ngưỡng cùng quan niệm về tự nhiên của người Chimú, vốn coi trọng nông nghiệp và ngư nghiệp trong một vùng khô cằn bởi ảnh hưởng của dòng hải lưu Humboldt làm lạnh không khí tạo ra các hoang mạc dọc Peru và Bắc Chile. Chỉ khi xảy ra hiện tượng El Nino, dòng hải lưu lạnh Humboldt bị thay bằng dòng hải lưu nóng, thì vùng này mới có mưa và khi đó cầu vồng mới xuất hiện. Người Chimú tôn thờ cầu vồng như một biểu tượng của thần mưa, vị thần mà bất cứ cư dân nông nghiệp nào cũng tôn thờ. Như nông dân nước ta khoảng 2.000 năm trước đã đem ước vọng mưa thuận gió hòa gửi gắm vào Phật giáo khi đó vừa mới du nhập bằng hình tượng Phật tứ pháp gồm pháp vân, pháp vũ, pháp lôi và pháp điện còn được tôn thờ cho đến tận ngày nay.
những chi tiết của các bức phù điêu trải dài trong nắng chiều vàng úa, càng tô đậm sắc màu hoàng thổ công trình bằng gạch bùn gần 700 năm trước này thêm nét huyền ảo. Người châu Âu khi tìm đến đây, trước những dải cầu vồng được thể hiện thành rắn hai đầu trên các bích họa, họ đã gắn ghép cho nó là hình ảnh của con rồng, một con vật mà văn hóa Nam Mỹ chưa từng biết tới, để rồi gọi nơi đây là Long Môn, Waka Den Dragon. Đây là một bức bích họa tiêu biểu cho đền thờ cầu vồng, mang quan niệm về văn hóa của người Chimu. Vốn là những cư dân coi trọng nông nghiệp và ngư nghiệp, họ tôn thờ cầu vồng tượng trưng cho mưa và sóng nước tượng trưng cho biển cả, mang một ước vọng về sinh sôi nảy nở. Dưới một mùa màng thuận lợi, đôi cá ngựa tượng trưng cho sự sinh sản, sự sinh sôi với một con cá ngựa con được sinh ra ở đây. Phần dưới bức tranh miêu tả sự tôn thờ của người Chimu đối với vũ trụ bằng hình ảnh một đôi cá ngậm một lưỡi dao hiến tế và những chiến binh bị hiến tế trên bàn thờ, cùng với những hình ảnh của những trưởng lão tư tế, những người lãnh đạo tinh thần của dân tộc Chimu. Những đường quanh co đưa lối cho chúng tôi lên đến đỉnh cao nhất của ngôi đền cầu vồng, nơi các tư tế Chimu thực hiện các nghi thức hiến tế để khẩn cầu thần mưa Ako thiêng liêng của họ. Trên nền đàn tế này, giới chuyên môn cho biết từng có các công trình điện thờ nhưng đã mất hoàn toàn dấu tích. Vì thế nên công cuộc phục chế Waka Den Ako này vào năm 1964 chỉ dừng lại ở các bức tường thành cùng các bức phù điêu. Không có gì rực rỡ hơn cầu vồng biểu tượng cho niềm hy vọng của thế giới hôm nay. Nhưng dưới sự thờ phụng suốt 500 năm của người Chimu, cầu vồng cũng không thể nhuộm nổi màu xanh sự sống cho miền hoang mạc lạnh lẽo này. Chúng tôi đang có mặt tại thành phố La Esperanza. Tại nơi đây là di chỉ thuộc nền văn hóa của người Chimu vào cuối thế kỷ 13, đền thờ thần cầu vồng. Nơi di chỉ này đã được nhà khảo cổ học người Mỹ Richard Sandel phát hiện vào năm 1954 và được phục chế vào năm 1964. Sau khi tồn tại được hơn 7 thế kỷ, thì nền văn hóa người da đỏ Moche suy tàn và được thay thế bằng nền văn hóa của người da đỏ Lambayeque. Song song vào thời gian đó, ở phía nam của Lambayeque xuất hiện một nền văn hóa người da đỏ Chimu phát triển một cách rực rỡ với kinh đô là Chachan rộng hơn 25 km2 và đế quốc của họ trải dài suốt 1.200 km bờ biển phía bắc Peru. Thời gian cứ tiếp nối đi qua, chỉ để lại những tàn tích của một thời đã mất cho con người hiện tại lần về tìm hiểu, tiếc nuối, tranh cãi hay chiêm nghiệm như cuộc sống vốn dĩ như thế. Những vạt nắng cuối cùng vương lại trên khu cửa đền phía tây, lối vào duy nhất của Waka Den Ako, đền cầu vồng. Có còn chút gì thiếu vắng chưa về, đó là cơn mưa hy vọng của tạo hóa ban tặng nơi đây. Vì thế, cuộc hành trình của đoàn làm phim chúng tôi trong bơ vơ giữa hoang mạc đời thường. Rời thành phố Trujillo 5 km về hướng đông bắc, chúng tôi đi vào thung lũng Moche, là nơi tọa lạc kinh đô của đế quốc Chimu hùng mạnh trong suốt hơn 5 thế kỷ. Những hình ảnh tư liệu trong phòng trưng bày này như bước dạo đầu cho đoàn làm phim chúng tôi tìm hiểu và chọn lựa những giới hạn của quần thể kiến trúc di tích để tác nghiệp. Khu di tích kinh đô của người Chimu có diện tích trải rộng trên dưới 20 km vuông, với 9 tòa cung điện của 10 triều đại từng ngự trị làm trung tâm của đế quốc Chimu trải dài 1.200 km ven bờ biển Peru từ vịnh Guayaquil cho đến Paramonga. Nền văn hóa Chimu bắt đầu từ năm 850 sau Công nguyên và kết thúc khi Michacaman, vị hoàng đế Chimu cuối cùng, bị người Inca đánh bại vào năm 1470.
Từ ngàn năm trước, người Chimú tự hào Chan Chan được xem là kinh đô lớn nhất Nam Mỹ thời tiền Columbus. Dưới những tường thành bằng đất bùn cao trên 10 mét, chúng tôi tìm vào tòa lâu đài Nic-an với chiều dài 440 mét, rộng 300 mét, tổng diện tích 11 hecta. Đây là tòa lâu đài đẹp nhất, tiêu biểu nhất cho toàn bộ 9 lâu đài của các triều đại Chimú trên phế đô Chan Chan được phát hiện và khai quật. Thế nhưng, đây không phải là tất cả những gì mà người Chimú để lại. Mặc dù đã kết thúc vai trò lịch sử của mình cách đây hơn 600 năm, nhưng văn hóa của người Chimú vẫn được duy trì và tiếp tục ảnh hưởng lên đến người Peru đến tận ngày nay. Sau khi bị chinh phục bởi người Inca đã tiếp tục duy trì văn hóa của người Chimú và kế thừa và phát triển nó qua xây dựng, qua chế tác kim khí và một nền nông nghiệp hết sức hoàn hảo. Con cháu người Chimú vẫn tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay với những tên họ đặc trưng riêng của mình. Họ vẫn sử dụng những phương tiện truyền thống như là thuyền sậy và một nền ẩm thực hết sức phong phú, đặc biệt là một loại rượu bắp của người Chimú. Họ vẫn được dùng trong những lễ lạc của người Peru. Bên những vách tường xây dựng bằng gạch bùn nguyên thủy còn sót lại qua những trận tàn phá của đế quốc Inca năm 1470 và của người Tây Ban Nha vào năm 1535, lẫn cả sự hủy hoại của những tay săn vàng cùng thời gian của gần 500 năm Chan Chan bị quên lãng, với những phù điêu cùng các họa tiết hoa văn bí ẩn, ít nhiều còn để lại một diện mạo của mỹ thuật kiến trúc Chimú, làm lạc bước du khách khi đến nơi đây. Những bức tường với các phù điêu được trang trí tới 5 màu sắc đặc trưng khác biệt giờ đây đã nhạt nhòa theo nắng gió sa mạc. Các nhà chuyên môn nghiên cứu khi phục chế các công trình ở phế đô Chan Chan nói chung và lâu đài Nic-an nói riêng này vào năm 1964 đã phát hiện. Ngoài những vạch ngang chạy xuyên suốt các bức tường thể hiện những đường chân trời ngoài biển cả, thì tất cả các phù điêu hình cá trên các bức tường chạy về hai hướng ngược chiều nhau theo một quy luật cố định. Người Chimú đã thể hiện tượng trưng cho hai dòng hải lưu lạnh Humboldt và dòng hải lưu nóng gây ra hiện tượng El Nino, tạo nên khí hậu đặc trưng cho miền Tây Nam Mỹ này. Việc thể hiện chính xác thời điểm xuất hiện của các dòng hải lưu, phải chăng người Chimú đã tính toán được lịch số riêng cho mình? Việc giải mã những dấu hiệu hiếm hoi còn sót lại tại tàn tích này hiện là đòi hỏi cấp thiết. Những gì phát kiến được từ các bí ẩn của Chan Chan quả là hết sức ít ỏi, dù rằng nơi đây đã được UNESCO xếp hạng di sản thế giới vào năm 1986. Những chú sư tử biển chạy suốt nền tường khu chính điện rộng thênh thang này, chúng tượng trưng cho điều gì? Không ai biết được, ngoài cái nhìn của các du khách khi đến đây chỉ là thích thú vì sự sống động mà thôi. Đây là nơi hội họp của các cơ quan đầu não với các lãnh tụ tinh thần cùng người đứng đầu đế quốc Chimú. Những bức tượng này gây nhiều tranh cãi về xuất xứ. Có ý kiến cho rằng đây là sản phẩm của người Inca đặt tại đây, vinh danh cho sự chinh phục và đánh dấu sự thống trị của họ lên người Chimú vào giữa thế kỷ 15. Những không gian hẹp sau sân hội họp với các hoa văn đa số là hình mắt cáo, chim biển hay hình mặt trời v.v. đã làm bối rối không ít giới nghiên cứu khi xác định vai trò của những căn phòng nhỏ này. Có lý thuyết cho rằng đây là những kho cất giữ các sản vật cống nạp từ các địa phương về kinh đô. Những hoa văn riêng biệt này đánh dấu chức năng của từng kho với các sản phẩm được cất giữ. Thật ra điều này cũng không mới mẻ. Từ những thế kỷ trước, những kẻ săn vàng đã phá vỡ rất nhiều tường đất cùng các cấu trúc khác tại đây với hy vọng tìm ra báu vật.
và chúng đã phá vỡ những báu vật vô giá nhất của Chan Chan. Những phù điêu tại đây, dù mô tả hiện thực với chim, cá, sư tử biển, hoặc mô tả bằng các biểu tượng với các ý nghĩa tượng trưng như mặt trời, mắt lưới, vân vân, thì tất cả đều được thể hiện một cách cầu kỳ phức tạp nhưng cũng hết sức mượt mà. Nhờ vậy mà Chan Chan tạo riêng cho mình một thế giới mỹ thuật hết sức tách biệt. Người Chimu kể về nguồn gốc dân tộc mình bằng một quá khứ đầy sương khói huyền thoại. Có một người tên là Takainamo ở một nơi nào đó ngoài vùng đại dương phía tây mịt mù sóng gió, đã mang theo đội quân của mình đổ bộ vào bờ bắc Peru, rồi tiến đến thung lũng này, xây dựng nên kinh đô Chan Chan. Cũng từ đấy, người Chimu coi Takainamo là hoàng đế đầu tiên của mình. Phải chăng, chính vì đến từ biển cả, người Chimu coi trọng ngư nghiệp không kém gì nông nghiệp mà họ kế thừa từ nền văn hóa Moche trước đó. Những cá, chim, sư tử biển, dòng hải lưu, mặt trời, mắt lưới, vân vân mà họ trân trọng ghi khắc lại trong lòng kinh đô giữa sa mạc này như mãi mãi ghi nhớ về cội nguồn mà họ đã ra đi. Người Chimu tôn thờ thần Ni, tức đại dương, và thần Si, tức mặt trăng, vị thần ảnh hưởng tới thủy triều như những vị thần tối cao. Người Chimu hiến tế người cho những vị thần này bằng tất cả niềm tin thiêng liêng nhất. Tại Guamay, người ta đã phát hiện gần 200 thi thể mà người Chimu đã hiến sinh cho vị thần đại dương vĩ đại của họ. Giếng nước cổ trong tòa lâu đài Nik'an này chỉ là một phần hệ thống thủy lợi tinh vi của Chan Chan. Trong đó có con sông đào vĩ đại dài 80 km tưới tiêu làm màu mỡ vùng thung lũng cằn cỗi, nuôi sống cho gần 40.000 cư dân Chan Chan ngày ấy. Bóng nước dưới ánh tịch dương bên lâu đài phế đô Chan Chan, thêm một nền văn hóa nữa đã trở thành ảo ảnh lung linh giữa hoàng hôn sa mạc. Miền đông nam Peru bên kia dãy Andes chào đón đoàn làm phim chúng tôi bằng dòng sông Tampopata mát dịu. Cùng với những người bạn đồng hành mới quen trên cùng chuyến đi ngược sông này, chúng tôi dùng bữa trưa giả chiến với cơm trộn với trứng chiên gói trong lá chuối mà đối với chúng tôi chỉ là muối bỏ biển sau chuyến bay dài hơn 2 tiếng đồng hồ và 45 phút cho chặng đường sông trước mặt. Trên con thuyền máy rẽ sóng lướt về rừng thẳm, chúng tôi thoáng chút ngậm ngùi về những giấc mơ nơi sa mạc gợi lại ở bên kia dãy Andes. Những ngã ba sông Rio Man rồi Rio Latom tiếp nối nhau đi qua trước mặt, đôi lúc thoáng gợi lên trong du khách về sự lựa chọn của mình trước những ngã rẽ bất chợt của đường đời đã qua và sắp tới. Đích đến cho cuộc hành trình lần này của đoàn làm phim chúng tôi chính là khu trung tâm nghiên cứu công viên quốc gia Tambopata, Peru. Khu trung tâm này được thành lập vào năm 1990, rộng tới hơn 1 triệu hecta, bao gồm cả công viên quốc gia Bawaha, Sonene, trải dài trên hai bang Madre de Dios và Puno, ôm trọn con sông Tambopata. Nơi đây cùng với khu công viên quốc gia Manu cách đó gần 200 km đường chim bay về phía Tây Bắc là hai nơi tiêu biểu nhất cho việc nghiên cứu về hệ sinh thái Amazon nằm dưới chân Andes. Dòng sông Tambopata đang trong mùa nước cạn, bờ sông hầu như dốc đứng, nhưng với những gì mà cây cỏ ven bờ sông phơi bày, thì Tambopata như hứa hẹn có những phần thưởng xứng đáng cho những ai thích mạo hiểm khám phá. Chúng tôi đang đứng trên sông Tambopata, một chi lưu của sông Amazon chảy qua bang Mudie de Rios ở miền nam Peru. Sông dài 500 km,
Không gian của rừng và sông ở đây thì giống hệt như những khu rừng ở miền Đông Nam Bộ như là Nam Cát Tiên. Nhưng phương tiện di chuyển thì giống những vỏ lãi ở miền Tây Nam Bộ. Trên con sông này, ngoài những động vật đặc sắc như là rùa, cá sấu v.v. thì đặc sản của nó là một loại catfish dài gần 2 mét. Và đây, mới chỉ vài bước chân dọc bờ sông, chúng tôi đã ghi nhận được những hình ảnh khá thú vị. Chỉ trong một chớp mắt, tay máy Huỳnh Lâm đã chộp được chân dung một cư dân chính hiệu của khu rừng Amazon Tambobata này. Một may mắn không có gì sánh được. Đây chính là loài khỉ mà người dân địa phương gọi là con Kotomono, là một trong 7 loài khỉ đặc trưng tại vùng Tambobata và là loài bị xếp vào hạng có nguy cơ tuyệt chủng cao. Với cái tên khoa học là Aluata seniculus, con Kotomono với bộ lông màu hung đỏ này còn được biết đến dưới cái tên Red Howler, người da đỏ la hét. Gọi như thế bởi lẽ loài khỉ này có một tiếng hú dị thường với độ ngân vang rất kỳ lạ do ít hầu của chúng được cấu tạo khá đặc biệt. Chúng thường di chuyển theo bầy khoảng từ 10 đến 15 con dưới sự điều khiển của một con khỉ đực đầu đàn. Trong trường hợp lẻ bầy như con Kotomono này là hết sức cá biệt. Nằm trong khu rừng sinh quyển ven sông Tambobata, nhà nghỉ Posada êm ả một mạc đón bước chân những người đi xa trở về. Được xây dựng bởi Rainforest Expedition, Posada là nơi thu hút các nhà nghiên cứu lẫn du khách yêu đời sống hoang dã. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo cho cuộc khám phá đời sống thiên nhiên nơi đây. Từ ủng đi rừng cho tới gậy chống, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng. Phần lớn các vật dụng trong khu nhà nghỉ này đều làm từ vật liệu thiên nhiên và phần thiết kế trang trí cho nơi đây cũng đơn giản. Các căn phòng nghỉ trọ của khách đều mô phỏng từ các căn lều của người da đỏ. Những hành lang gỗ dài gần 50 mét kết nối 4 khu nhà trọ liên thông với nhau. Tất cả được lợp mái lá với các cột kèo được làm từ thân cọ hoặc các loại gỗ bình thường. Kiến trúc nơi đây nhấn mạnh tính truyền thống, gần gũi với môi trường thiên nhiên, giúp du khách tiếp cận nhanh hơn với điều kiện thiên nhiên hoang dã. Đồng thời, những cấu trúc nhà cửa nơi này gây được tính thích nghi cho những động vật sống thân thiện với con người. Và trên hết là nhân viên, những người gác rừng, bảo vệ môi trường, họ tận tụy, hiểu biết và có một tình yêu đời sống hoang dã một cách mãnh liệt. Như anh Tê Quay, anh đã cho chúng tôi hiểu biết thêm về loài cá sấu có trong vùng Tambobata này. Đây là hộp sọ của một con cá sấu đen đặc trưng của vùng Tambobata này. Toàn khu vực Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Tambobata và khu công viên quốc gia Bawaha Sonene có tới 40 loài cá sấu, nhưng chỉ là cá sấu nước ngọt. Cá sấu đen là loài lớn nhất vùng này. Kích thước lớn nhất mà loài này đạt được là từ 5 đến 6 mét. Còn như con cá sấu này, theo kích cỡ hộp sọ, thì nó chỉ khoảng 5 hoặc 6 tuổi và dài chừng 2 mét rưỡi đến 3 mét mà thôi. Hãy nhìn cấu trúc hoàn hảo của hộp sọ con cá sấu nước ngọt này. Nó đầy đặn chứ không thuôn dài những loài cá sấu sống ở vùng nước lợ và nước mặn. Ngay như hàm răng của cá sấu nước ngọt mọc thẳng và ăn khớp hai hàm với nhau, chứ không mọc xòe ra ngoài và giao nhau khi hai hàm khép lại như cá sấu nước mặn. Và anh còn giới thiệu thêm cho chúng tôi về con Sachavaca, hay còn gọi là Tapir, một loại heo vòi Nam Mỹ mà con lớn nhất có trọng lượng lên tới gần 200kg cũng có mặt trong đời sống tự nhiên hoang dã nơi đây. Tuy nhiên, điều thú vị nhất nơi đây chính là những tài liệu, sách vở phục vụ cho học tập nghiên cứu, cho phép mọi người thoải mái mượn đọc bất kể giờ giấc.
Và nếu như ai đó có ý định dùng làm tư liệu riêng, mang đi cũng không hề gì. Chỉ cần người đó để lại một cuốn sách khác của họ, bất kể giá trị, dày mỏng hay nội dung đề tài khác nhau, miễn là có ích cho bạn đọc. Và nhà nghỉ sẽ thay cuốn sách đó bằng chính tựa sách đã được mang đi. Để tránh tâm lý xa lạ, bỡ ngỡ, anh Tê Quay dẫn chúng tôi ra ngoài khu nhà nghỉ bên bìa rừng và giới thiệu cho chúng tôi làm quen với rừng. Đây là cây Po Brasil. Lần đầu tiên chúng tôi tận mắt thấy được cây Po Brasil cổ thụ ngoài tự nhiên như thế này ở Peru. Trong khi ở Brazil, xứ sở mang tên của loài cây này, chúng tôi chỉ gặp được nó trong thảo cầm viên. Và một lần khác là một cây đã bị hạ ở ven sông Rio Negro, nhưng kích thước không lớn, chỉ bằng một vòng tay người. Đôi phút hiếu kỳ dưới bóng cổ thụ này đã làm cho chúng tôi thoáng sống lại thời thơ dại. Và còn biết bao nhiêu điều kỳ thú khác đang chờ đợi chúng tôi bên trong khu rừng Tomobata thú vị này. Dòng sông Tambobata dài gần 500 km, bắt nguồn từ chân dãy Andes, đổ vào sông Madre de Dios, rồi vào sông Rio Benis, băng qua lãnh thổ Bolivia và chảy vào sông Rio Nadeiras ở Brazil, và hòa mình vào dòng sông Amazon vĩ đại. Qua chặng đường hơn 7.000 km ấy, con nước Tambobata với khói sóng ban mai có còn giữ được màu nguyên thủy của nó. Con nước mùa khô nôn nóng chảy theo độ dốc của dòng sông đã tạo nên những bến lở bãi bồi không cân xứng giữa hai bờ, như minh họa của tự nhiên từ bao đời về cái có không được mất. Và rồi chúng tôi cũng đã tới đích cuộc hành trình khu sinh quyển Tambobata này. Khu bảo tồn quốc gia Tambobata và khu công viên quốc gia Bawaya Sonene với 103 loài động vật có vú, 60 loại lượng thê, 67 loại bò sát, 575 loại chim, 1.200 loại bướm là cả một kho tàng quý báu của Peru với rất nhiều điều kỳ diệu còn chưa được khám phá hết. Anh Gilbert Tayway, hướng dẫn viên của khu Posada, tình nguyện đi theo đoàn làm phim chúng tôi trong chuyến tìm hiểu vùng đất rừng này. Với sự giàu có về sinh học và được bảo tồn kỹ lưỡng ở nơi đây, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết vừa để lại của loài báo puma nổi tiếng của xứ sở Nam Mỹ này. Những tiếng đồng vọng từ rừng sâu như không ngớt gọi mời. Kể từ khi Peru chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Tambobata vào tháng Giêng 1990, thì hệ sinh thái tại đây đã được phục hồi đáng kể. Anh Gilbert Tayway giới thiệu cho chúng tôi cây Adesquiro là một loài thực vật thú vị. Vỏ cây nồng hắc mùi hành. Đó là cơ chế tiến hóa tự nhiên của nó để tự vệ trước các loại côn trùng chuyên đục khoét thân cây để làm tổ đẻ trứng. Trong một vài trường hợp, người da đỏ bản địa khi xưa đã dùng vỏ cây này để xua đuổi côn trùng và đôi khi dùng nó để chống muỗi khi đi rừng. Một lần nữa, chúng tôi lại may mắn bắt gặp những chú khỉ của vùng Tambobata. Như tất cả các loài khỉ Nam Mỹ, chúng cũng sử dụng được đuôi linh hoạt như một chi thứ năm, có thể treo mình lên cây, giải phóng cho các chi khác tự do hoạt động vào những việc khác. Tuy nhiên, 7 loài khỉ đặc trưng sống tại khu công viên quốc gia Tambobata này, ít nhiều có những diện mạo gây chú ý cho giới chuyên môn nghiên cứu. Như con khỉ sóc Monofreller, nó chỉ dài từ 25 đến 30 cm, chưa tính đuôi, và chỉ nặng dưới 1 kg. Đáng chú ý nhất là nó không thể treo mình bằng đuôi, một sự khác biệt rõ rệt với các loài khỉ Nam Mỹ. Còn loài khỉ Capuchin nâu này, chiều dài thân mình từ 38 đến 56 cm,
Đuôi của chúng cũng dài tương đương và chỉ nặng xấp xỉ từ 2 đến dưới 5 kg. Capuchin nâu sống theo bầy đàn, ít khi sống riêng lẻ. Khi di chuyển theo bầy trên các ngọn cây, khỉ Capuchin nâu thường đi theo hàng và đi đúng vào chỗ con trước đã đi. Khỉ cái Capuchin nâu mang thai khoảng 180 ngày, sinh được từ 1 đến 2 con và ấp ủ nuôi dưỡng tới 9 tháng. Phải mất tới 7 năm sau khỉ con mới bắt đầu đời sống sinh sản, một thời gian quá dài trong đời sống của động vật linh trưởng. Đó là còn chưa kể những loài khỉ đặc sắc như khỉ nhện Maquisapa hay khỉ Pichico với bộ lông rực rỡ. Thế nhưng, không kịp cho chúng tôi tiếc rẻ, Tambobata tiếp tục phô bày sự giàu có của mình. Những cánh hoa của cây san hô Anasisa này chính là một trong những món khoái khẩu của loài vẹt. Nó cung cấp sắc tô đỏ cho bộ lông của chúng. Và mỗi năm, hoa chỉ nở một lần vào mùa khô ở Nam Bán Cầu, trong vòng một tháng. Và đây, sự kỳ diệu của tạo hóa và trí tưởng tượng phong phú của con người đã làm sống động một loài cây. Người bản địa phân biệt chúng thành loài cỏ đực và loài cỏ cái. Với những cây cỏ vốn tự nhiên thân nở phình ra để chứa nước thì gọi là cây cỏ cái. Còn những cây cỏ suông đuột với bộ rễ non đâm ngang thân giống hệt sinh thực khí phái mạnh thì được gọi là cây cỏ đực. Và còn đó với biết bao những điều thú vị mà thiên nhiên của Tambobata không ngừng biến hiện trước mắt. Như tổ mối quan hệ cộng sinh với thân cây cỏ này cũng là một hình thức tiến hóa tự vệ của chúng để tránh các loài thú ăn mối. Và còn đây nữa, một diện mạo khác của Amazon được thể hiện qua thân cây bị đổ gần đó. Đây là ví dụ cụ thể cho đất rừng Amazon. Nhiều người cho rằng đất rừng Amazon rất phì nhiêu và màu mỡ, nhưng sự thật không phải như thế. Tất cả các chất dinh dưỡng phân hủy từ lá cây đều nhanh chóng bị hấp thu trở lại bởi vi khuẩn, nấm mốc, dung đất và côn trùng. Còn lại sẽ bị nước mưa cuốn trôi đi vào các dòng sông. Vì thế chỉ có một lớp đất khoảng từ 30 đến 40cm là màu mỡ, còn xuống nữa thì cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng. Như cây cổ thụ bị bật gốc này cho thấy, tất cả cây cối ở đây không phát triển rễ cọc đâm sâu xuống đất, mà chỉ trải rễ ăn ngang và có khi còn nổi cả rễ lên trên mặt đất. Vì thế, chuyện cổ thụ trong rừng bị bật gốc khi có dông bão là rất phổ biến. Quả thật, dưới vần diệp lục tố hừng hực sức sống, Amazon lại là hệ sinh thái rất dễ bị ảnh hưởng và tổn thương. Thảm thực vật dưới tán lá nghèo nàn, rất ít cây thân thảo, nhưng nơi đây lại chính là nơi nghiên cứu và thí nghiệm mẫu mực nhất về sự sống trên trái đất do môi trường và độ ẩm không thay đổi trong hàng ngàn năm qua. Hướng dẫn viên Robert Dewey đã bí mật cho chúng tôi nếm thử vỏ của một loài cây lạ mà theo anh nó đã cứu sống hàng triệu người trên thế giới. Đắng gắt cổ, nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui khi được biết đây chính là cây Cinchona hay còn gọi là ký ninh, một loại thuốc thần diệu. Vì thế mà người dân bản địa còn gọi vỏ cây Cinchona là vỏ cây Peru. Trên 100 năm trước, khi người ta đào kênh đào Panama xuyên Trung Mỹ để nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, thì những nhân công nhân đào kênh đào này đã bị bệnh sốt rét rất nhiều. Y học thời đó bó tay và người ta phải tìm hiểu người dân da đỏ vì sao người ta không bị bệnh sốt rét, và người dân da đỏ đã chỉ cho những người làm khoa học cây ký ninh này. Và chính từ cây này người ta điều chế ra thuốc trị bệnh sốt rét. Vào những năm đầu thế kỷ 20 thì cây Cinchona này du nhập vào Việt Nam, loại thuốc này đã du nhập vào Việt Nam. Và những chiến sĩ giải phóng quân của ta lúc đó đã sử dụng, đã coi đây như là một báu vật hộ thân trong những năm kháng chiến. Lần đầu tiên tôi được thấy cây Cinchona. Cây này đúng là cây này là cây đã cứu mạng tôi. Tại hồi đó tôi đã bị sốt rét ở trong rừng và ba má tôi đã cho tôi uống thuốc ký ninh này.
Còn rất nhiều câu chuyện về cây ký ninh từ những ghi chép của người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 15. Và nói tới ký ninh, chúng ta không ai không nhớ đến bác sĩ Giác Xin, người có công lớn đưa cây ký ninh đến Việt Nam. Tọa lạc giữa rừng già là một tháp hẹp cao 37 mét, ngất ngưỡng vượt qua những tầng cổ thụ cao nhất. Đây là nơi mà Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Tampopata thiết kế để làm nơi quan sát các loài chim nhằm thống kê số lượng và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho việc cân đối, phát triển và bảo tồn các loài chim quý hiếm nơi đây. Có lẽ chúng tôi đã tìm thấy kho báu Eldorado huyền thoại bên dòng sông Tampopata này.